Rồi rồi. Ủa, có chuyện gì mà anh gọi em ra gấp quá vậy? Thì gọi ra bạn tính coi có kế hoạch gì mới không? Trời, tưởng gì. Thiệt luôn á, em đang buồn nè. Buồn vụ hả, bao nhiêu công sức mình bàn tính mưu kế, bây giờ đổ sông đổ biển hết, rầu ngủ không được luôn. Thì thôi, em đừng có buồn nữa. Mình kiếm cái kế mới đi. Mình phải nhất quyết là phải tách Thảo Nguyên với lại Minh Nghĩa ra mới được. Đúng rồi, mình phải tìm cách tách hai người đó ra. Ủa, hai đứa làm gì đứng đây? Dạ, tụi con vô tình gặp nhau chứ không có hẹn hò gì hết trơn, không hẹn hò. Nhỏ này, bác hỏi là hai đứa làm gì đứng đây, với bác có nói gì đâu mà sao con nói vậy? Dạ. Con cá đâu mà bự quá mà thím sắp về thím. Trời ơi, con cá này của người ta câu. Thím thấy ngon quá thím mua lại. Thấy làm như hai đứa lúng ta lúng túng chuyện gì đúng không? Đâu có đâu. Tụi con vô tình đi đụng mặt nhau cái hỏi thăm sức khỏe của nhau xong rồi chứ tụi con không có bàn tính mưu kế gì đâu nha. Nhỏ này nói chuyện khờ ớt à. Ê, con cá này bự chắc là nặng lắm nè, để con xách cho bác. Dạ. Cảm ơn con nghe. Đi về. Thôi tiếp đi nha. Dạ tiếp đi. Đi chơi không có tình mà vui dữ kìa. Ốp tiền nào. Ủa chị Duy. Chị qua đây kiếm em hay là kiếm anh Nghĩa? Tất nhiên là kiếm anh Nghĩa rồi. Biết ngay mà, anh Nghĩa không có ở nhà. Ủa, anh đâu vậy? Rồi có biết chừng nào anh gì không? Sao em biết được? Hay là anh Nghĩa đi công chuyện với bà Nguyên nữa ta? Chị. Hả? Chị đang nghĩ gì vậy? Nghĩ gì đâu. Chị, nhưng mà em hỏi nè, hôm bữa mọi người đi chơi không có tình á, mọi người vui lắm đúng không? Em thấy chị chủ đăng hình quá trời luôn, em nhịn mình tức. Thì cũng vui mà cũng không vui lắm. Sao không vui vậy? Thì tại chắc không có ốp tình nên không vui. Biết ngay mà, không có tình sao vui được. Nhưng mà em dặn chị nè, mới mốt đi đâu đi chơi thì người ta đi gần gần thôi. Đi chi cho xa rồi tiếc không cho em đi nè, chị thấy không? Rồi rồi, có kinh nghiệm, mới mốt đi gần chỗ tình đi luôn. Chị đúng là chị gia tương lai tốt của em. Thôi, quên, nói chuyện sau, đi tìm anh Nghĩa một cái. Nè, chị đã nói là cô Nguyên nó dạy 2 tiếng nữa mới xong. Bộ em không coi lời nói của chị ra gì hết hả? Em cứ ngồi lì ở đây hoài vậy, em đi chia đi. Dạ, em chờ Nguyên cả đời còn được mà chị. 2 tiếng có nhầm nhòi gì với em đâu. Nghe em mà nổi da dịch luôn á. Ui quá. Mày cái gì này? Cản trở người ta, cho tao làm gì hết trơn. Em hết cản trở chị làm nhiệm vụ rồi đó. Ui. Ui quá. Thiệt á, em lì ghê luôn á. Em đâu có lì đâu. Tại em đang dùng khổ nhục kế để làm cho Nguyên lay động đó chị. Khổ nhục kế. Dạ. Chị thương nên chị mới nói nha. Cái khổ nhục kế của cưng không bao giờ hoàn thành được đâu. Sao chị? Mệt quá. Nãy giờ diễn quá mệt. Giờ tôi nói luôn nè. Nguyên á, nó kêu chị ra đây là để đuổi khéo con về á. Nguyên
Kêu chị vậy thiệt luôn hả chị? Sao cổ tuyệt tình với em dữ vậy ta? Chị có cách nào gỡ giùm em không? Tại em thương Nguyên lắm á. Tối nào em cũng nhớ Nguyên đến phát khóc hết á. Chứ một ngày mà em không gặp Nguyên á là ngày không ăn đêm không ngủ luôn á. Chị có tuyệt chiêu nào chỉ cho em đi chị. Em nhờ chị là em nhờ đúng người rồi đó. Chị thông minh dữ lắm. Chị làm đâu là đúng đó liền. Bây giờ mà cưng muốn có không gian riêng tư với bé Nguyên á, mấy cưng rủ nó đi câu cá đi. Chị nói với anh Nam, anh trả lời sao rồi? Nó nói á là nếu như mà chuyện này thành công, nó sẽ không bao giờ quên ơn chị. Hả? Không, ý là em nhận chị cái gì là chị nói với chị vậy đó. Yên tâm đi, lần này nó không có đeo đuổi em nổi nữa đâu. Sao em mệt mỏi anh ghê á, cứ phải đối phó với anh hoài, riết em nản anh luôn á. Thì em yên tâm, đã có chị rồi, chị nói hết nước hết cái, chị giúp em hết sức mình. Thì bây giờ mình cứ ngồi mình coi kết quả nó tới đâu. Thôi, bỏ qua chuyện này đi. Ngày mai á, em đi câu cá với chị không? Nhà chán cũng vậy à, đi câu cá với chị hả? Đi với chị hả? Đi chị. Không trả lời là đồng ý rồi nha. Bây giờ chị đi vô, chị soạn đồ đẹp mới đi câu cá ha. Alo, anh Nghĩa hả? Rảnh không giờ? Tôi hiểu cảm giác của cô. Giống như tôi nè, cái chuyện mà cắt đuôi Duyên á, tôi mệt mỏi lắm luôn á. À, Duyên rủ đi câu cá. Tôi nói là tôi bận rồi, 1, 2 rủ đi cho bằng được. Ê, vậy anh đồng ý với Duyên đi. Sao vậy? Chị chủ, chị cũng rủ tôi đi câu cá, mà có anh Nam nữa. Nói tóm lại là nhóm mình sẽ đi chung á. Tôi có cách để cắt đuôi họ rồi. Lúc nào cũng nghĩa. Tía nghe thằng Nghĩa là tía bực mình rồi. Thiệt á, con hứa với tía bao nhiêu ngày? 1 tháng. Mà bây giờ đã hơn 1 tháng rồi. Thế mình là tía con với nhau, sao tía tính toán chi li quá. Thông cảm cho đây. Ủa anh? Ủa sao có mình anh đâu mọi người đâu? Chắc là mọi người đang tới á. Hey, kỳ này chắc ăn không? Kỳ này là chắc như bắp luôn. Mọi chuyện là sắp xếp hết rồi. Kỳ này anh sẽ dùng cái kế là hỗn thủy mạc lương. Ủa mà lạ vậy? Là đó hàng, anh sẽ cho em với lại Nghĩa lên một ghe. Anh đẩy thẳng ra ngoài cầu. Ở trên cầu đó chỉ có em với Nghĩa thôi. Ghe sẽ không quay lại được. Ê, tới rồi kìa. Ủa? Sao có Minh Chủ với Út Tình đi nữa? Thôi, kệ đi, không sao đâu. Thì mình cứ làm giống như kế hoạch mình tách
bỏ ra là được rồi. Mày đó. Xin chào, xin chào. À, Út Tình và gia đình sẽ đi câu cá ở tuốt cái cồn ở ngoài kia ghẻ bạn thấy không? À, nên làm mời các bạn nha, chị Út Tình nha. Bye bye. Tranh thủ quá hen. À thì cái này là em đang làm YouTube chung với ông Bình á. Tại á bữa nay ông bận đi từ thiện rồi không có quay được. Em phải gán quay để câu view nè. Ờ, vậy xíu nữa up lên anh like với comment cho nghe. Nhớ share cái bài đó nữa nha. Lộ trình hôm nay em đã nghiên cứu rồi. Bây giờ mình sẽ đi bộ đường ruộng này ra bờ sông, rồi tới chỗ mướn ghe. Chỗ ngồi trên ghe hôm nay chị cũng đã nghiên cứu rồi. Chị, Duyên và Nghĩa một ghe, ba đứa còn lại một ghe. Ai có ý kiến gì không nè? Bây giờ nè, ở đây em là người rành cái đường đi nước bước ở đây cho nên để em quyết cho. Bây giờ ha, mình quyết định thôi, ba ghe. Một ghe, em với lại anh Nghĩa. Một ghe, anh Bảo Nam với lại chị chủ. Ê! Lộn, một ghe anh Bảo Nam với chị Nguyên. Ê, sao được? Còn một ghe là Út Tình là chị chủ, sao? Không. Tôi quýnh vô đầu rồi bây giờ. Nghĩ sao vậy? Ở đây có hai thằng trai à. Em với Nguyên đã giành hết rồi. Chị với Út Tình nè, vừa không biết chèo, cũng vừa không biết bơi. Lỡ tụi chị lọt xuống sông, rồi chết ai cứu? Ờ đúng rồi, sao được? Em là em không có biết bơi đâu nha. Ờ. Tự nhiên chị đi chi? Ủa, chị đi tao bài ra. Thôi thôi thôi. Chuyện chia ghe mà chia không xong nữa. Khỏi đi câu đi, đi về đi. Ê, chưa anh nghe. Nói tóm lại là bây giờ mình chỉ có hai chiếc thôi. Mình sẽ chia ba ba theo chị chủ nói. Một là đi, hai là về. Rồi, quyết định vậy đi. Bây giờ nè, gia đình mình đó đi. Gia đình mình đây đi. Ê, 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 gì? Anh hay ê quá. Đi. Ê, ê. Sách giùm cái vỏ đâu. Vậy chụp hình tới rồi. Ủa, hai cục vàng tôi đâu mà để vợ tôi phơi thuốc mình lên vậy trời? Ơi, hai đứa nhỏ nó xin phép tôi nó đi câu cá vậy rồi. Câu cá gì? Trời ơi, ở gần đây nè, có mới mở cái khu du lịch sinh thái. Đó, cho tên tụi nó đi chơi tôi cho đi rồi. Trời đất quỷ thần thiên đệ ơi. Người thành thị á, người ta thiếu không gian sống. Bốn bức tường. Người ta đi du lịch sinh thái là để người ta tìm không khí người ta thở. Mình ở dưới này tối lửa tắt đèn với lại sinh thái rồi. Đi ruộng muốn chết, câu cá tàn cả ngày, nắng muốn chết mà đặt đi sinh thái đồ này kia. Ông sao khó khăn quá à? Khó khăn mà khó chịu nữa. Mình lớn mình già nó khác, còn tụi trẻ nó khác. Thích đi chơi thì bạn bè nó rủ nó đi chơi cũng được. Hơn nữa có con Duyên đi nữa. Ồ vậy thì được. Cầu mong cho con Duyên nó câu dính con cá Nghĩa. Cái mình bước sang nhận nhân mình làm xui. Chứ mất bạn già tôi thấy xót xa trong lòng quá. Mà tôi nói thiệt cái ông à, thằng Nghĩa số nó là số khổ đó. Chưa có gì mà khổ gì, chưa biết khổ hay không khổ đâu. Cạn đìa mới biết lóc chê. Tôi chưa có bỏ cuộc đâu. Chứ là mình để nó tự chọn nha. Đến lúc nó đặt đâu mình ngồi đó đó. Lúc đó tổng thọ gắng chịu à. Xin đi chơi mà cái mặt buồn sao vậy? Thì đó, lấy lý ra đi chơi là phải vui với chị em mình đúng không? Đúng rồi. Mốt mình đi tiếp. Em thấy cái này tiện nè. Em vừa đi qua cái em vừa quay clip. Cái xong về đưa mình coi trời cho ổng nghe em hết lời luôn. Quay chị đó nha. Dạ. Hai người đó chắc dừng đám tụi mình rồi. Có gì đâu. Thì giận thì giận. Cứ làm thẳng vậy đi. Cho khỏi hy vọng nữa. Nè, ý định ban đầu là cắt đuôi người ta. Bây giờ cắt được rồi sao mặt cô buồn soi vậy? Thì tôi thấy cũng có chút ngại á, không biết phải làm sao hết. Chắc là Duyên giận tôi lắm á.
Rồi, anh cứ ngồi đó chờ đi, tôi tới liền mà. Rồi, hồi lúc đi á, cười tươi nhảy múa tung tăng, về lại mặt bí xị. Con quyết định rồi bây giờ, chỉ còn một miếng thính chút chiếu thôi nè. Con cũng gán quăng xuống con câu con cá đó cho bằng được. Bây giờ hả, con có đồng minh rồi, xong kiếm học bích, không lẽ không xoay chuyển được tình thế đúng không? Thôi giờ con muốn làm gì con làm, tí mệt lắm rồi. Bây giờ tí muốn làm gì làm, con cũng mệt lắm rồi. Dạ alo. Dạ dạ, dạ đúng rồi ạ. Dạ tôi là Minh Nghĩa đây ạ. Dạ. Dạ, dạ đúng rồi anh. Ủa. Dạ. Bữa nay hả anh? Dạ anh ơi, có thể bữa khác được không? Tại tôi đang ở dưới quê á, không có trên thành phố. Dạ đúng rồi. Ê dạ dạ anh ơi, dạ dạ khoan. À, dạ dạ tôi sẽ tranh thủ, bữa nay là chạy lên đó gặp anh nha. Dạ dạ dạ. Dạ dạ dạ. Chị chủ, anh Nam mà có tới kiếm em á, chị đừng cho anh biết em đi đâu nha. Chị chỉ cần nói chị không biết là được rồi. Ui, giờ chị cũng đâu biết em đi đâu đâu. Nói đi đâu ạ? Em lên thành phố ăn đám cưới đứa bạn. Sẵn em cũng muốn đi chơi một vài ngày cho khuây khỏa. Đúng, em cứ đi chơi đi cho phê phả. Vậy em đi nha. Sao nó đi chơi mà mặt buồn soi à? Gặp mình á, mình đi chơi mình phái em luôn, cừ tét núng. Chị chủ ơi. Ơi, ai đó? Dạ em Nam nè chị. Ủa, anh Nam qua kiếm Nguyên hả? Dạ. Tiếc quá, cứ mỗi lần mà Nam qua, bé Nguyên lại đi mất tiêu rồi. Dạ, mà chị có biết Nguyên đi đâu không chị? Nguyên nó đi... Đi đâu chị? Nó đi gai giường rồi. Chị chạy ra, chị kiếm nó nha. Dạ, dạ kiếm rồi. Dạ, cảm ơn chị chủ. Chị chủ tốt bụng quá. Chị tốt bụng vậy. Tự nhiên nha, tự nhiên nha. Dạ, em gọi cho chị nha. Hả? Ủa, Nguyên. Ủa, đi đâu ạ? Tôi có công chuyện trên Sài Gòn, đang tính ra bến xe nè. Vậy hả? Tôi cũng lên Sài Gòn nè. Ủa, trùng hợp vậy? Bên nhà đầu tư á, muốn gặp tôi gấp. Anh có nhà đầu tư rồi hả? Trời, mừng quá ha. Ủa, mà anh tính đi xe máy hay xe đò? Tính đi xe máy, để lên trển á, có xe đi tới đi lui. Ừ, cũng đúng. Lên đi, tôi chở đi luôn. Hả? Ngại ngùng cái gì nữa, đi. Lỗi con nghe, tại vì việc phải bàn quá cho nên tôi chạy một chút. Có sao đâu, tôi đứng chơi chút cũng được mà. Sao rồi, em cưới vui không?
Vui lắm. Cả năm rồi tôi mới gặp lại mấy đứa bạn á. Còn anh, công chuyện sao rồi? Thì cũng xong hết rồi, hai bên họ thường cũng xong. Giờ soạn hợp đồng, gửi qua là xong. Vậy cũng nhanh quá ha. Coi như là thành công rồi nghe. Chúc mừng ha. Lâu quá tôi với cô mới lên Sài Gòn. Không mấy mình dạo vòng Sài Gòn. Cũng được. Mà tôi cũng thấy nhớ nhà cũ nữa. Hay là anh chở tôi đi ngang nhà cho tôi nghiến cả nha. Cũng ngộ ha. Dân thành phố mà lâu lâu lên thành phố mới trở thành dân lang thang ha. Rồi, thăm nhà cũ xong rồi. Bây giờ có muốn đi đâu nữa không? Chở đi. Thì anh muốn đi đâu? Tôi dẫn anh đi. Chiều nay 2 giờ á, có một buổi hội thảo về nông nghiệp. Tôi cũng muốn nghe lắm, nhưng mà sợ cô chờ lâu thôi. Không sao đâu. Vậy tôi vô ngồi nghe chung với anh luôn. Sợ cô chán á. Trời, chán gì đâu. Nếu như mà chán quá thì tôi ra quán cà phê ngồi chờ. Anh cứ đi đi, lâu lâu mới có dịp mà. Thế quên, tôi là thổ địa ở đây mà. Vậy đi nha. Duyên ơi Duyên, trời ơi bác yêu cầu con đứng yên một chỗ mà đi qua đây lại tới chóng mặt đó. Mà bộ kiến cắn hay sao mày đứng không yên vậy? Con tức. Tức cái gì mà tức? Tức là anh nghĩ lên Sài Gòn mà không nói con tiếng nào hết trơn, tội. Ngộ không? Đi cái công có chuyện bộ đi chơi sao nói con nghe. Mà bay biết bộ bay đu theo nó hay sao? Không có phải. Nhưng mà dù gì á, anh cũng phải nói con một tiếng để con đỡ lo chứ đúng không? Ôi trời. Ảnh còn không nói cho em biết nữa đó, nó chỉ biết. Em mà biết hả là em xin đi theo rồi. Ờ, Minh Chủ hả con? Ủa? Vô đây ngồi chơi. Thiếp? Ừ. Chú Tám có nhầm thiếp? Ừ, ổng đi hút thuốc cho người ta rồi, kiếm ổng có gì không con? Rồi. Cút bộ từ nhà qua đây định móc thuốc cho nội. Bây giờ không có chú nhà rồi sao giờ? Có Nghĩa nhà không? Nó bóc cũng được nữa. Xui quá, Nghĩa nó mới đi Sài Gòn đó con. Thì chỉ có nó ở nhà, thiếp kêu nó bóc thuốc cho nội. Trời ơi, có anh Nghĩa nhảm như không thôi. Anh Nghĩa có biết bóp thuốc đâu, sao chị không kêu em nè, em bóp cho. Ê, khoan khoan, cho con nhiều chuyện cái. Thiếp mới nói anh Nghĩa đó là Sài Gòn hả? Ừ. Nguyên nhà con cũng mới lên Sài Gòn. Vậy hả? Ừ. Cái gì? Là hai người đó cùng nhau hẹn hò đi lên Sài Gòn hả? Ê, mày cái mẹ mày Hải, mày đã lạng sớm, tao nghe tao hiểu lầm em tao nha. Nghĩa đi đường Nghĩa, Nguyên đi đường Nguyên, không dính cháu gì với nhau nè. Chị nói sợ nè, hai người đó không nhớ. Cứu uống miếng xịt tiêm ngọt ngọt cho nó hào quả, đừng có nóng nữa được không? Uống cái gì mà uống? Bây giờ cỡ uống một vòng xong đi nữa, không có hết tức được nữa nè. Anh vô Duyên. Ủa mắc cười quá à. Tự nhiên anh qua nhà chú ba sợ không đúng lúc. Đúng ngay lúc chị Nguyên đi đám cưới, anh không đi theo được. Cái bao nhiêu tức giận anh tự nhiên trút lên đầu tôi. Tôi chỉ trút phần của tôi thôi chứ tôi có trút lên người cô đâu. Ủa? Chứ nãy giờ ai nghe anh chửi? Anh vừa vừa phải phải thôi chứ. Hồi nãy đập cái ly một cái hả? Làm tôi muốn thoát tim ra ngoài luôn. Coi vậy mà cũng mong manh dễ vợ dữ ha. Tôi là con gái chứ không phải con trai đâu, không mong manh. Thôi, để tôi ngồi đây tôi bình tâm xíu. Muốn bình tâm hả? Ừ. Tôi sẽ giúp anh. Sao không? Tôi không sao. Còn anh có sao không vậy? Tôi không có sao. Dạ, cái gì mà dữ vậy không biết nữa. Thôi, bây giờ tôi đưa cô á tới trạm y tế kiểm tra coi sao nghe. Nhưng mà còn buổi hội thảo của anh sao? Không có sao đâu, quan trọng là cô bị thương kìa. Có
có gì tôi tìm hiểu sau cũng được nha. Đi. Năm mươi hai luôn nè. Trời đất ơi, anh tìm gì mà tìm dữ vậy? Sao không nhường tôi hết vậy? Ủa, chơi công bằng mà nhường gì? Hề, tính ra là nãy giờ anh quên hết mấy cái thứ lẫn quẩn ở trong đầu rồi he. Ha. Dạ. Yeah. Nhưng mà chơi xong cái trò này á thì cũng bắt đầu suy nghĩ lung tung mà. Thì tôi sẽ nghĩ cho khác cho anh chơi nữa. Nữa hả? Nguyên nè. Nguyên nè. Sao mà anh tào lao quá à? Ủa sao tào lao? Ủa người ta chơi caro là người ta chơi XO XO. Tự nhiên cái bắt ghi nguyên nghĩa rồi ghi tắt NN rồi lộn rồi sao? Ủa? Sao mà lộn được? Không thấy hai màu khác nhau hả? Tiếp đi. Nghĩa nè. Nguyên nè. Nghĩa nè. Nguyên nè. À, Nguyên về rồi, Nguyên thắng rồi nha. Tao nghĩ phẻ, nghĩ phẻ. Ủa? Sao hả? Ủa? Nãy giờ anh kêu tôi bày trò ra chơi là để chi? Để chờ anh nghĩ lại Nguyên về. Mà nãy giờ thấy Nguyên về không à. Nghĩ không về lần nào luôn. Thôi, chơi em bạn đi. Chắc chắn luôn, hứa luôn, lần này là cho Nghĩa về. Thôi không hẹn, đi về. Ủa, tự nhiên đang chơi vui cái giận lẫy người ta đuổi ta về hả? Về về không? Không về đúng không? Không về tôi về. Ê! Nguyên ơi! Anh Nghĩa hả? Cứ vô đi. À. Trời ơi! Đây, tôi xếp cho. Thôi, được rồi. Đồ tôi đi, tôi tự xếp. Chân cô còn đau mà. Trời, chân đau xếp đồ cũng được vậy. Với lại tôi xếp thuốc thường xuyên á, cũng đỡ nhiều rồi. Vậy còn gì phụ không? Tôi phụ cho. Chắc cũng hết rồi á. Xong rồi. Rồi, mình đi nha. Đây. Xách cho. Trời ơi, chân cô đau mà. Em à, được không? Trời ơi, cái này mà nhầm nhò gì tôi. Ôi à, ôi. Ui, anh bị gì vậy? Cô tin luôn á hả? Rồi, đợi tôi qua bển, tôi lấy túi xách rồi về ha. Ê, trời, sao được? Tôi với anh mà đi chung về quê, lỡ như có người nhìn thấy rồi, người ta nghi ngờ sao? Yên tâm đi, về tới quê, cứ làm theo những gì tôi dặn là được, nha. Đó chưa? Ủa má, ừ? Sao tự nhiên má xiên má làm bánh vậy? Thôi thôi, trời ơi, tự nhiên má thèm bánh ít ngang xương vậy đó. Coi con gái con đứa kìa, nó còn thì để sớm đi con, sao làm gì cũng vụng vặt hết trơn vậy con. Ủa mà sao má không bỏ màu cho đẹp, tự nhiên má làm bánh trắng tinh à? Cái gì nguyên chất thì cũng ngon hơn, nghe chưa? Bột có bây giờ toàn quá chất không à. Nó đẹp thì đẹp nhưng mà ăn vô bệnh, con hiểu không? Thôi mình ăn cái nguyên chất chỗ lành. Ủa nhưng mà má, ừ? Sao má bỏ lá dứa vô? Lá dứa đâu có độc hại gì đâu mà nó còn thơm nữa. Trời đất ơi, nhờ con nhắc má mới nhớ đó. Tự nhiên má quên ngang à. Anh Nghĩa ơi, mai lên chốn thành đô, nhà xe rực rỡ,
Xin anh đừng quên bến đò xưa, con sông nhỏ chốn quê xưa, em dò gió mong chờ. Chờ ai vậy? Hết nổi chứ. Chờ ai biết rồi còn hỏi nữa. Ủa qua nào hả? Qua nãy vợ rồi, qua xin lá dứa nè. Xin lá dứa hả? Chi vậy? Làm bánh chứ làm gì? Hôm bữa đó, mấy bữa trước cũng làm bánh gì đó. Xong rồi hả, ra cắt ngửi chân bữa lá dứa rồi còn đâu. Hôm nay má hèm nữa, má kêu đi xin nè. Tưởng gì, ra sao đi. Một vườn ngoài cắt nhiều cắt. Ê mà quên 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 quên. Là hôm nay gói bánh luôn hả? Ừ. Vậy? Gì vậy, tự nhiên anh xin không cho nữa về trời. Có phải, về đi mà hồi cắt đem qua cho, sẵn học gói bánh luôn. Chút xíu qua hả? Chút xíu là chừng nào? Chút xíu qua liền luôn á. Nhớ nha, chị là chị hay quên lắm á nha. Nhớ mà. Trời ơi, ta nói bà Sáu bà cho mấy con tép đất nè, nó ngon quá trời của đất. Cái này mà, ram kẹt kẹo kẹo sợ sợ, trời ơi, thằng Nghĩa nó mê thôi, món ruột của nó đây. Dạ bác tám à. Ờ, dạ thưa bác, con mới qua. Mới qua chơi hả con? Dạ. Ừ. Ngon quá trời quá đất luôn. Giờ không vậy? Ủa bác. Hả? Ủa sao con nghe nói là bữa nay bác gói bánh mà sao không thấy bày biện gì hết trơn trời ạ? Ừ, bác thèm bánh ít tính gói. Hả? Mà ta nói bà Sáu bà cho mấy con tép đất ngon quá nè. Mà biết Nghĩa nó khoái nó món ruột của nó, cho nên bác tính là bác riêng cho nó ăn rồi cần gói bánh làm sao. À cái này là răm cho anh Nghĩa ha. Ừ. Để con làm cho. Làm được không? Trời chuyện nhỏ, con trưởng thành rồi mà. Vậy hả? Còn cái vụ gói bánh á. Ừ. Để con ở đây tới chiều luôn, con gói bánh với bác. Biết gói không mà họ mà đòi làm. Trời ơi, thì con không biết, nhưng mà thấy bác làm con bắt chước con làm theo. Vậy tốt, gái vậy là giỏi. Thấy người lớn làm gì thì học thêm nha con. Dạ. Ừ, còn cái tép rim này biết làm không đó. Trời ơi, cái tép rim này dễ ẹt à. Mình làm sao ha cho cái nước nó sệt sệt kẹo kẹo mà ăn nó mặn mặn ngọt ngọt, chan với cơm. Trời. Tả xong tôi nhỉ nước miếng. Vậy là làm được không? Ừ, dạ. Con làm giùm bác đi, bác làm chuyện khác nha. Dạ. Rồi, ừ. Cảm ơn con nghe Duyên. Dạ, không dời bác. À. Mình chán. Trời ơi, chán gì mà thấy ớt đỏ dễ hết trơn hả? Ê quá. Đúng. Dạ, thưa nội, thưa chú mới tới. Con. Dạ. Cái gì vậy con? Con có này gửi cho nội. Gửi nội? Dạ. Cái gì trong đây con? Dạ, này là chai dầu xoa bóp. Chai dầu này hay lắm nha nội. Nội chỉ cần đau ở đâu á, nội xoa bóp cái là hết liền à. Chai dầu này á, con gửi bạn con mua bên nước ngoài về mới có đó. Nước ngoài là tốt mà, tôi biết mà. Trời ơi, bác, cái này tôi xài hoài. À, bây giờ nội có đau nhất ở đâu không? Còn sức dầu vô rồi sao bớt cho nội? Thì nhức tùm lum chân tay là thỉnh thoảng nó nhức tùm lum mà con. Vậy thôi được rồi, để Nguyên nó về á, nhờ nó so lên rồi nó bóp cho nội. Dạ. Vậy nội cảm ơn con nha. Dạ, có gì đâu mà phải cảm ơn nội. Con cũng là con cháu trong nhà thôi. Lúc nào con cũng xem nội như là bà nội ruột của con hết á. Ừ. Chú. Hả? Con gửi chú. Ồ, chú cũng có quà đó hả? Dạ, đây là trà đặc biệt. À. Trà này ngon lắm á chú, ngon hơn mấy loại trà ở Việt Nam. Ờ, trà ngoại là ngon. Ừ. Cái này con phải nhờ bạn con đặt hàng bên nước ngoài lâu lắm, với lại tranh giành mới có được. Ở Việt Nam mình không có đâu. Vậy hả? Dạ. Thôi bên cười nhà thì thôi khỏi cảm ơn nghe. Dạ, cảm ơn chi chú. À, để con pha cho chú bình trà nha. À, thôi thôi chú mới uống rồi à, để mai chú tự pha lấy. Dạ cảm ơn. À, của chị đâu? Quả. Quả. Ây chết, em quên rồi. Xui. Thiên vậy, đồ ích kỷ, cái đồ da đen. Giờ mới để ý nha.
đẹp dữ vậy. Đúng là giờ bất công. Nói dù có xe hơi, dù có xe máy xịn, bây giờ ước gì á được ổn chiếc xe này ra đường à, lấy lè với mấy bà kia sớm đảo quá. Thôi thế nào chút xíu nữa là bác Tám khen mình nức nở luôn cho coi. Mình giỏi quá mà. Ủa mà cũng ngộ ta. Ủa bình thường á là bác Tám đi chợ kỹ lắm nha, mà đợt này sao mua gì mà củ cải của cà rốt gì mà hư hết trơn hết trọi, thẻo lủng lỗ tùm lum tùm la. Cũng may nha, mình nhanh trí mình gọt bằng phẳng đẹp đẽ luôn. Thế nào tí cũng được khen. Trời đất ơi, mấy củ cà rốt của tôi. Gì ập tạm chí gì? Chị cắt củ cà rốt kiểu gì vậy? Thầy ơi, cái củ cà rốt xấu quắc, chị gọt bằng phẳng đẹp đẽ còn chơi. Trời ơi, ai mộn vậy? Cái củ cà rốt người ta tỉa bông tỉa hoa mà chị cắt vậy còn gì là bông hoa của người ta nữa. Ủa, chị tưởng là cái củ cà rốt bị hư, rồi cái em thẻo 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 lủng lỗ nên chị cắt bằng phẳng ra cho nó đẹp. Trời đất ơi, chị ơi, chị không biết thì chị đừng có làm. Công sức của em từ sáng tới giờ có nhiêu đó. Chị ơi là Duyên. Dạ. Trời đất ơi, Duyên ơi là Duyên. Dạ. Bác biểu con làm cái gì? Dạ. Dạ rim tôm. Rim tôm mà sao mày cái chảo nhóc nhỏ nhỏ là rim được rồi, lấy chim của nồi bự kìa. Mà mày coi nè, cái này cũng phải là cái nắp của cái nồi nữa chị con ơi con. Đó, đi kìa, mày bỏ cái nồi nước lĩnh lãi gì canh vậy? Chết mồ, con quên, con lỡ chế quá trời nước vô. Chết rồi, bây giờ làm sao ta? Dạ, chị gọi em hả? Xe cùi cùi này của cưng hả? Dạ. À, xe này là của em á chị. Tập cho chị lái. À, chị chưa biết lái xe hả? Chưa, chưa biết. Chị biết á, chị nhờ cưng chị khùng. Dạ, em cũng muốn tập cho chị lái xe lắm. Nhưng mà em đang Thôi nha. Đừng có đánh giống lãng với tôi nha. Tôi quê dữ lắm rồi đó. Trong nhà ai cũng có quà hết. Tôi không có là làm sao? Tôi nói cho bà biết được có khi dễ tôi. Nếu như mà không có tôi trong cái nhà này á, không có một thành viên nào trong nhà chấp nhận cưng đâu. Hay là bây giờ để chứng minh điều đó thì tôi gọi cho con Nguyên nó le chơi. Dạ. Em mời chị. Đạp cho tôi lái đây. Dạ, rồi chị ngồi lên đi. Rồi. Chị đâu? Đây. Dạ, từ từ chị, từ từ. Dạ. Rồi. Ôi, cái nắng ghê ta. Chị từ từ với chị nha. Đứng vô đây. Dạ rồi, từ từ. Chạy thôi đúng không? À, đúng rồi, nhưng mà đã. Nhẹ chị. Mình mới tập chạy á, mình chậm thôi chị. Có khát nữa không? Hay là mình kiếm chỗ nào đó nghỉ chừng chút rồi đi tiếp ha. Thôi được rồi, tôi không có khát. À, mà để tôi gọi cho chị chủ một cái. Chờ chút. Alo, chị chủ hả? Dạ, chừng nào em về tới đầu đường, em nhá máy chị ra đón em nha. Chị biết rồi, chị nào tới thì gọi chị. Dạ, em biết rồi. Bây giờ đang có xe máy chạy tới bước nó không sướng ha. Lát hồi thằng này mới về, mình đi xe đạp chết luôn. Ê, cái chừng. Không sao. Cái chân còn đau đó. Ê, chết rồi. Chị chú chưa tới rồi. Làm sao bây giờ? Cô đó nghe. Đi đường tôi sách rớt không biết nữa. Cô
con gái vậy đâu hậu đậu quá vậy? Ờ, thì tôi đó kể tôi. Tự nhiên mắc mới về anh lượm xong rồi anh còn kể công nữa. Đúng rồi đó. Ai mượn lượm đi rồi nói này nói nọ. Ủa mà mắc cười quá. Lượm xong biết đưa đàng hoàng hả? Quăng vậy hả? Tôi lấy kiến xe quăng đầu mồm. Em à, thôi kệ không đi chị. Mình về nha chị. Lên xe. Biết đỡ không? Tính đỡ đó. Đây rồi. Ủa? Dạ, thưa nội, thưa ba con mới về. Ờ. Anh đang mới chơi hả? Ủa? Chơi bị sao vậy? Dạ. Ủa? Đi đứng làm sao mà tới chặt chân vậy con? Dạ. Sao không? Trời đất ơi là trời. Đi đứng sao mà tới chặt chân rồi có đi chạy qua bác sĩ khám chưa? Dạ, con chưa ba. Ừ? Sao không đi khám đi? Chứ như vậy hoài rồi khi nào mới khỏi? Thôi khỏi đi anh. À, để em bó thuốc nam cũng được mà. Cái gì? Bó thuốc nam? Cấm, không được bó thuốc nam. Ê, thuốc nam hay lắm hả con? Nhưng mà bà ơi, trời ơi, thuốc nam đâu có nghĩa là nó phải qua nhà cái thằng cha ra để tán tàn. Ôi ơi, không được đâu. Phải qua tán tàn chứ sao? Thôi má ơi, thằng cha, má biết thằng cha tán tàn chẳng ghét con. À, bây giờ con nguyên nó đi qua. À, rồi cái thằng cha giận cá chém thớt. Thằng cha ra bó thuốc tầm bậy tầm bạ, con gái con bị chặt cái chân sao? À, chú nói đúng rồi đó. À, mua thuốc tây uống đi cho nó lành. Hay xíu nữa anh chở em đi khám rồi mua thuốc luôn nha. Dạ, thôi mất công phiền anh lắm. Để em nhờ chị chủ ra tiệm mua thuốc là được rồi. Tôi xin lỗi đi, lúc đó tôi đâu có ý đâu. Tại chị chủ đó, chị chủ tự nhiên ở đâu bất ngờ xuất hiện cái tôi quýnh quá cho nên tôi mới quăng túi xách vô người cô vậy. Tôi nói tôi giận là tôi giận á. Anh quăng túi xách vô người tôi vậy á hả? Anh có biết á là tôi đau không? Tôi biết chứ, biết cho nên tôi mới xin lỗi nè. Thôi mà đừng có giận tôi nữa mà, nghe. Nghe, lúc đó thực tình là tôi không cố ý đâu à. Ồ, bữa nay giỏi ha, bữa nay dám ghẹo tôi nữa ha. Ơi, hơi đâu giận người dân, tự nhiên anh nói tôi giận anh, chứ tôi có giận anh đâu. Nguyên, em cái gì mà tối rồi nói chuyện sầm, em nay ngủ hết vậy? Chết rồi, cô Biến, nhắn tin nha. Alo. Bồi thường thiệt hại cho chị đi rồi đi đâu rồi đi. Vậy mà tự nhiên sáng sớm đòi em bồi thường gì? Em nói thiệt cho chị biết đi. Hồi đêm á, em thức tới sáng đúng không? Dạ đúng rồi.
Hồi tối em thức để em soạn giáo án, bữa nay có giờ dạy cho mấy đứa nhỏ nè. Em đừng có xạo với chị. Chị thừa biết là hồi đêm em thức em nhắn tin với chị. Trời ơi, nó nhỏ nhỏ thôi, tự nhiên có ai nghe được sao? Mà sao tự nhiên thức hóng chuyện em chi vậy? Bình thường ngủ như chết vậy, có quan tâm chuyện của ai đâu. Trời, cô nghĩ sao mà tôi thức tới sáng để tôi gịnh cái chuyện của cô vậy? Chẳng qua là hồi đêm tôi ăn trúng cái giống gì không biết mà đau bụng mất đi toilet, đi từ đêm tới sáng luôn. Ủa vậy hóa ra cái người mà hồi tối mà đi tới đi lui nhiều lần là mình chị luôn hả? Chứ ai thì phải đi tới đi lui mới đi vô toilet được, mà mỗi lần đi tới đi lui á thì sẽ thấy em nhắn tin với ai đó. Mà nhắn tin thì cái nốt chị sẽ tò mò, mà một khi chị tò mò thì chị mới gịnh, mà chị càng gịnh thì chị càng tức, bởi vì chị không có biết được em nhắn tin với ai. Lấy giùm con cái khăn. Chú gì? Lấy sẵn lau luôn đi. Ê, mày làm chủ hay tao làm chủ? Ở đây cô mới là người làm chủ. Chú lau xong rồi chị sắp bàn sắp ghế lại luôn đi. Chủ nó nói đúng rồi đó. Trời ơi, chịu khó sắp xếp bàn ghế lại cho nó đẹp đẽ gọn gàng đi, thì khách người ta vô người ta thấy đẹp mắt, người ta mới thích, rồi người ta mới ngồi uống nước chứ. Hai cô cháu bà có sai tôi không? Ý, sai gì đâu. Hồi sớm giờ con cũng làm nhiều lắm chứ bộ. Thì lâu lâu á, chú ra đây, chú thương vợ chú yêu vợ chú, thì chú phụ vợ chú đi. Trời ơi, hay quá chủ ơi. Sao bữa nay chủ nói cái câu nào á, con nghe cũng thấy hay hết trơn á. Ê, ê, nhìn cái bàn tay chú đập gùi á, con chợt nhớ ra tay chú chưa có đưa tiền góp cho con. Trời ơi, đó, thấy chưa? Thấy có ai là người giúp việc mà tốt như vậy không? Nó cho ông trả lương mà trả góp luôn đó. Có tiền trả nó đi. Rồi làm bao nhiêu tiền, bán bao nhiêu, bà giữ hết trơn trọi là tiền đó, bà góp cho nó. Bà góp cho nó đi. Ủa, trời ơi, tôi giữ tiền gì? Buôn bán mà lời được nhiêu á là ông biết là tôi phải đóng tiền lãi ngân hàng. Mà ngân hàng ai nợ? Ông nợ đó. Đúng rồi. Bây giờ con tính cách gọn lẹ cho chú luôn nè. Chú ở quán chú phụ cô bữa nay đi, xong cái cô sẽ trả lương cho chú bữa nay, cái chú lấy cái tiền đó chú trả ngược lại cho con. Hay đó. Đúng rồi, làm lẹ lẹ đi, chứ con còn phải chăm lo cho bà nội ở nhà nữa, không có thời gian ở đây hoài đâu. Trời ơi, hay quá, đúng luôn. Chịu khó làm đi, mới có lương chứ trời. Trời ơi, cái thằng này sao đi đâu mà nó không chịu nghe máy vậy trời. Thiệt là bất bội à. Mệt ghê. Cái thằng này nó... Ba. Ôi, trời ơi, đi đâu thì sáng về cho con. Dạ, con đi ra ngoài đó chơi. Ở đây là không lo, ở nhà là dọn dẹp cho bài ra phụ má hoặc là chở má đi chợ gì nhông 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 nhông. Thì có chị chủ nhà mà ba, chị chủ dưới đây rành thì ba kêu chị chủ làm phụ đi. Chủ cái gì? Ở không à? Không, không nghe lời con này vậy. Đi đâu? Hả? Mình ghê. Thôi coi nhìn con người ta lo làm ăn, con nhà này lo làm biếng không. Bởi vậy ba mới thương con nhà người ta, ghét con nhà này chứ gì. Ba bình tĩnh. Ba là con ba. Sao ba nhéo cho con đẻ vậy? Ở đó, bởi vì là đẻ ra mà không có dạy dỗ được á, bây giờ phải làm bị làm cho ba. Cái gì vậy? Ba. Ủa cái gì vậy? Ba đâu em ba? Trời. Cái gì vậy? Trời ơi, cái gì vậy? Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Bà mú ở bên phụ má. Trời ơi trời. Ba cái chuyện đó cũng còn để dài nữa. Ôi, làm cái gì mà mới sáng sớm mà cha con ông kéo ra đường làm ầm lên hết vậy? Ba giận Bình đi quay hoài má. Ông ngộ ghê á.
Cái chuyện gì của con mà giận mà nó nổi ra đường, đi vô nhà đi rồi muốn cái gì thì vậy? Tại bà đó. Cái gì tại tôi? Đó, bà cưng chiều nó hoài đó, giờ nó mới ra nông nổi này nè. Chô. Ở đây dưới quê, mày đâu nhiều bà tám lắm, không biết ông chơi Sài Gòn đâu. Mày là một trong tám bà đó. Chuyện gì thì vô nhà rồi ngồi xuống mà nói chuyện. Chứ cái kiểu này ngày mai cả cái xã này biết chuyện gia đình mình hết luôn á. Dạ. Ông đang giặt áo cho người ta xem lưng, ông biết không? Vô nhà, đi vô. Có sao không? Dạ em không sao đâu chị Hải. Đó, gọi mấy đứa này đi vô lẹ lẹ, quýnh chết bể đầu, bể xá đi đây nè. Cái gì mà đập bàn đập ghế ghê vậy? Cái gì cũng từ từ bình tĩnh chứ. Ông á coi chừng á tăng xong bây giờ đó. Dạ ba, có gì bớt giận đi ba, từ từ rồi mình nói. Nhà có hai đứa con, hết đứa này là quậy, đứa kia quậy, không lên báo mới lạ chứ. Có đau lắm không con? Dạ đau má, nhưng mà không sao đâu má. Đó đó rồi, không có YouTube gì cả nha. Ngày mai bước chân ra quán cà phê làm phục vụ, không làm khỏi ăn cơm. Ba đừng có ép con mà, con lớn rồi, ba cũng phải để cho con tự do đi chứ. Dương si, ủa sao cái quán nhỏ như cái lỗ mũi mà tìm gì phục vụ à? Chuyện của gia đình tôi, không ai mượn xí vô. À, tôi là chủ chứ không phải là cô là chủ, nghe chưa? Nhưng mà nó có liên quan tiền lương của người ta chứ. Thôi kệ ông đi, bây giờ ra xe lấy đồ vô kìa, còn để nguyên ngoài á. Ra xe lấy đồ vô. Sao hai đứa bay gì vô sao mà không dắt xe vô? Con để xe ở ngoài đường, quên cút chìa khóa. Trời đất ơi, trời. Còn Nghi Nguyên. Vô cái xe ba má ơi. Trời ơi, còn hả? Trời ơi, hú hồn hú vía. Tôi mất cái xe rồi chứ. Trời đất ơi, làm ăn như vậy đó. Bỏ quên cái này với đứa kia mà tối ngày rồi tăng lương. Bữa nay trừ lương. Ơi, coi người làm lao quần quật dọn dẹp, người thì ngồi ghi sổ tính tiền. Đáng lẽ công việc tính tiền phải là của tôi, còn chuyện dọn dẹp này kia lao chùi là chuyện phụ nữ, bà phải làm chuyện này mới đúng. Mệt quá, làm con chút mà càm ràm gì không biết nữa. Ủa rồi mình đâu rồi, nó đi lấy hàng cho tôi chưa? Đi lấy rồi, mà mai kêu ông chủ ra nó phụ quán bên với mình đi. Bực bội. Cái này của ông Bình nè, sao này nó đi đâu nó cũng xách cái máy này theo để làm gì không biết nữa nè. Coi. Ây cha, ghê trời. Ý, ôi trời đất ơi. Ghê. Ông coi gì vậy? Bà coi đi biết nè. Chị thấy á, bà nói đúng đó. Về quê thì cũng kiếm cái gì đó đàng hoàng, ổn định làm. Em biết nhà mình rồi, về đây vậy nội lo đủ thứ hết. Em cũng phải phụ ba má đi chứ. Em cũng biết chứ bộ, nhưng mà chị hai cũng hiểu tính em mà. Em thì thích đi đây đi đó, chứ còn ba có cho em đi đâu. Cứ bắt làm công việc trong văn phòng hoài rồi, em không chịu được. Nên em quyết định làm YouTuber. Trời ơi, không biết nó bàn tính cái gì mà. Bà biết YouTube là cái gì bà? Là thì mình quay clip rồi mình đưa lên YouTube á. Rồi xong rồi á, nếu mà nhiều người coi á nghe, là YouTube nó trả tiền cho mình đó. Rồi không ai coi thì sao? Thì nó không đưa tiền, nó không trả tiền vậy đó. Dạ. Vậy là chị hai nói với nó là bàn nhau đi quay cái này đó hả? Ờ. Trời đất ơi, ghê thiệt. Lấy gì nữa đây? Mệt không con? Dạ mệt. Rồi để đó đi cho má. Không có giờ. Ờ.
ba, sao tự nhiên ba coi máy của con? Ừ, con bạn tính gì đó hả? Hả? Thôi thôi, từ từ đi đi, con nói thử coi sao đã. Sao con? Dạ thì con định chuyển hướng qua làm YouTuber. Cái đó vừa làm vừa chơi mà vừa kiếm được tiền nữa ba. Dẹp dẹp, bỏ nghe cái chuyện này. Trời đất ơi, nghề nghiệp ổn định không lo làm là đi 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 mà quay ba cái tào lao này à. Dẹp cái chưa? Ba, con lớn rồi, ba để cho con tự do đi. Ba cứ bắt ép con hoài à. Ba nói con không được quay cái kiểu này nữa. Nếu mà con làm tiếp tục là ba đập con á. Ừ. Thôi, con về đây. Đứng lại, tôi chưa nói chuyện hết. Đứng lại. Đứng. Đứng gì nữa mà đứng. Đứng mình nó đi chứ đi. Gặp tôi cũng đi nữa chứ đứng lại làm gì. Trời ơi, mỗi lần mà nói tới chuyện nghề nghiệp của con á là ông với nó cự nhau hả? Đứng lại chi cho nghe cho điếc đầu điếc tai. Đúng cái là binh, đúng cái là binh. Đúng là con hư tại mẹ. Lã, tự nhiên cái dựng cá chém thước à. Đưa cái máy đây. Ba, chi vậy ba? Bà bảo đưa cái máy đây. Đưa đi. Dạ. Cầm máy lại. Dạ. Chính thức tịch thu. Ba ba. Có gì mà mặt bí xị vậy, ai tin cho được. Nói chung thì trai không biết đâu. Ôi chị, ôi dạ, chị làm cái gì mà lục lọi vậy? Em tìm cái chìa khóa phòng của ba má em á, chị chủ có không, cho em mượn đi. Chìa phá phòng của cô chú dạ. Hồi nào giờ cái phòng nó có phá đâu mà tìm chìa phá. Nhưng mà bây giờ ba em khóa lại rồi. Kìa, phá lại chi chồng? Biết đâu. Ủa mà em vô phòng chi vậy? Tại hồi sáng em vô em nói chuyện với má kia, em để quên cái điện thoại trong đó luôn. Chị có chìa khóa em cho em mượn đi. Em vô lấy cái điện thoại thôi hả? Thôi thôi chị. Cái mà khoan. Em không được lôi chị vô câu chuyện này nha. Ví dụ mà chú bắt được là em chịu nha. Thôi. Chở về cho. Thôi đi. Anh chở mà lỡ như có ai nhìn thấy á lại không hay nữa. Nè, có gì đâu không hay. Thì tôi chở cô á, chị gần tới nhà rồi đỡ cô đi mình nha. Chở cho. Được không? Được chứ. Trời ơi. Chị coi nè, cái chìa khóa với cái ổ khóa nó không có trớt quớt với nhau, không có liên quan gì hết, sao mở được. Ủa trớt quớt hả? Chị tưởng là chìa khóa là cái nào cũng giống nhau, nó dạng năng giống như là trong truyện tranh vậy đó. Thì không, họ không mở được thì thôi, mắc gì căng. Thằng này lật lọng mới sợ. Ủa, bên kia. Vậy thôi, anh đi trước đi, đừng để mình thấy. Nhưng mà còn cô. Tôi không sao đâu, chút nữa tôi về với Bình luôn. Nhưng mà nhớ nha, uống nước ấm với gừng nha. Tôi biết rồi mà, cảm ơn nha. Của chị. Ủa chị hai, vụ gì đứng đây bù hiu vậy? Thì ba đó, em thấy ba vô lý thiệt.
tự nhiên cái tịch thu cái máy quay của em. Thì chị đã bỏ về quê dạy học rồi, còn có mình em để ba đặt kỳ vọng, vậy em cũng cãi lời ba nữa, cho nên ba phản ứng vậy chứ sao. Mà em có làm gì sai đâu, tự nhiên cái bây giờ em á, em mới là người để gánh chịu hết tất cả hậu quả luôn. Sau này chị cũng về nhà chồng, còn có mình em thôi, em á ráng mà lo làm ăn đi chứ. Thì đó, em mới quyết định làm YouTuber, nó sẽ thoải mái với thời gian hơn, sau này em mới có thời gian chăm sóc ba má lúc về già được chứ. Thì em chứng minh cho ba má thấy đi. Nhưng mà em phải lấy lại máy quay trước đã. Dùng lời ngon tiếng ngọt, em nghĩ là ba cũng bỏ qua. Chứ mà đừng có chống đối á, tin tôi đi. Dạ em biết rồi. Thôi về với chị. Chị thương ba. Để cho con xin lại cái máy đi, nó là của con mà. Máy đó là của con, nhưng mà mua bằng tiền của ba, do đó nó là của ba. Đừng có nói nhiều, lo làm gì đi. Thì ba cho con xin lại đi, cái mai mốt con làm có tiền á thì con trả lại ba. Trời ơi, ra điều kiện nữa hả? Dạ con biết rồi. Này sao mà ngủ nổi. Trời ơi, sao đóng cửa làm chi vậy? Trời nóng quá trời, mở cửa ra cho nó mát đi. Không, trời đất ơi, bà mở cửa ra rồi ăn trộm vô sao? Rồi lấy hết đồ sao? Trời đất ơi, ông nghĩ sao mà ăn trộm vô được vậy? Cửa ngoài mình khóa hết rồi, có cái mở cửa nào đâu, trộm đâu vô được. Mở cửa đi, đi cho nó mát, nóng quá không ngủ được á. Ê, ngủ nè. Rồi. Ê, nhớ tắt đèn luôn nghe. Ba vô nhà này chỉ có không có ăn cái tiền nữa đó, ăn đòn đó con. Ba con mình á. Ủa. Ngon lành ha. Cái gì mà hai cha con la lớn dữ vậy? Làm cái nhà vậy hết bây giờ đó. Ba ơi, nửa đêm nữa hả? Không cho ai ngủ hay sao? Chuyện cái gì? Ôi trời. Nó là chủ hay là mình là chủ? Thôi mà, má vậy bây giờ đó, con làm gì con chui vô phòng ba má nửa đêm nữa không vậy? Ê, dạ con vô lấy lại cái máy quay. Sinh mình ra là má mình, mày hiểu mình chỉ có ba mình thôi. Lấy lại máy quay hả con? Dạ. Được. Ở đó mà lấy máy quay kia. Lâu, vô ngủ. Em ngủ đi con. Ô Nam. Y như cũ nghe. Dạ dạ, cô cảm ơn chú. Uống cà phê con. Cho ly cà phê đặc biệt bàn này cho bà. Biết rồi, đem liền. Ây. Dạ, hôm nay chỉ có cô với chú ở ngoài quán. Nguyên đi dạy rồi.
Còn Bình nó đi công chuyện nhiều của nó đó, mà chắc nó đi theo cái nhóm từ thiện đó mà. Mình đi từ thiện vậy cũng hay á chú. Chắc hôm nào con có thời gian rảnh cũng đi thử với một Bình Kiến xem sao. Trời đất ơi, thì nó rảnh rỗi, nó thất nghiệp, nó đi làm từ thiện hoài. Chú cũng mệt mỏi quá. Lúc thì đi xin tiền cho cái nhà này, rồi cái xin học bổng cho đứa học trò kia. Đó, mệt kia, thất nghiệp vậy hoài. Đây, cà phê của con đây. Dạ, con cảm ơn. Cà phê đặc biệt đó. Thì hôm nay chú hẹn con qua đây cũng vì cái chuyện của nó đó. Dạ. Nhờ con xin cái... Nè, ông, thôi đi, cái gì á mình cũng nhờ cậu Nam hết trơn à. Nhờ người ta hoài cũng phiền lắm chứ bộ. Không cần đâu con. Dạ, có gì đâu cô. Con nếu mà giúp gì được cho gia đình mình á, con sẽ giúp hết mình. Đó thấy không, đừng người ta nào, người trong nhà không chứ người ta gì. Con rể tương lai của tụi chứ. Ba giúp con đi, lấy lại cái máy nha má. Thôi, cái chuyện cái máy thì hai cha con tự giải quyết đi. Đừng có lôi má vô. Muốn lấy lại cái máy thì ba ra một cái điều kiện. Dạ, điều kiện gì vậy ba? Là đi làm việc một cách nghiêm túc đi, thì ba sẽ trả máy lại cho. Ba... Dạ, trời ơi, chụp mình mà nó dẫm đạp cho ba nó nghỉ rồi. Ba, dạ. Sao ba? Sao thế chẳng cái gì? Đau quá trời, kéo ba lên. Dạ, dạ. Dạ, dạ. Trời. Sao không ba? Rồi, hết rồi. Ủa, ba đi đâu về vậy? Dạ, quán về chứ đâu. Ủa vậy trưa nay mình cũng cần đem cơm cho má không ba? Rồi, trưa nay ba má nhà tiếp khách quý. Khách quý? Bạn ba hả? Không. Thằng Nam. Trời ơi, anh Nam bình thường thôi, có gì đâu quý ba. Trời đất ơi, nó là quý đó con. Nó đang lo chuyện làm của con, chuẩn bị mình đi làm đi, làm văn phòng đàng hoàng. Văn phòng? Ừ. Văn phòng du lịch hả ba? Không phải văn phòng du lịch, văn phòng phân phối, phân bón. Thôi, đâu phải ngành của con đâu, tự nhiên văn phòng phân phối, phân bón gì nữa. Trời đất ơi, có việc làm là mừng rồi, ở đó là ngành của con cái gì nữa. Đi làm đi. Làm để sau này ba có lỡ có chuyện gì lo mà cán đáng gia đình phụ ba. Thôi ba sao có chuyện gì được. Với lại nhà mình ai cũng tự lo được mà. Có cần gì đâu mà con phải gánh vác. Ta nói là đề phòng vậy thôi ông ơi. Đó, nhưng mà phải đi làm, không có nói nhiều. Đi làm. Nhiều chuyện. Dạ. Đâu. Chào. Đây là Thanh Bình. Người mà hôm trước mình nói với cậu đó. Có gì cậu giúp đỡ Thanh Bình nha. Yên tâm. Cảm ơn cậu. Bây giờ mình có việc phải đi trước. Cố gắng lên nha. Dạ. Dạ em chào anh. Anh cho em hỏi công việc của em cụ thể như thế nào hả anh? Công việc của em thì cũng dễ lắm. Hàng ngày em cứ nhập số liệu mua bán phân bón vào máy tính. Và em nhớ quản lý sắp xếp những thứ cần lấy thêm và những thứ hàng tồn. Mà nhớ nè, mỗi tuần á phải là báo cáo lên cho anh, được chưa? Dạ, mà anh cho em hỏi thêm là công việc của em á, có khi nào cần ra ngoài không anh? Chỉ còn là việc ở đây thôi, còn chuyện ra ngoài á, thì có người lo hết rồi. Dạ. À, mà quên nữa, dạo này á, gia kho của mình hay có trộm, cho nên tụi em á, phải thay phiên nhau canh chừng, biết chưa? Có trộm hả? Vậy tức là em phải ngủ ở lại đây để canh trộm? Mỗi tuần á, em chỉ cử 2 hoặc 3 ngày thôi. Dạ dạ. À thôi, bây giờ đây là bài làm việc của em nè. Cứ tập làm quen đi nha. Anh ngồi đây. Dạ, em cảm ơn anh. Cứ tự nhiên nha.
Thằng Bình nó đi làm được rồi đó bà ơi. Cũng lương cũng đỡ đỡ, đỡ lo rồi đó. Tôi cũng hy vọng là nó ổn. Vậy đi. Trời ơi, sao trời? Là đây là phụ chứ không phải đây ăn cho bay. Con ăn là con có chọn lọc nha. Dưa hấu này là con mua làm nước ép nè. Mà làm không hết, con sợ nó hư, con phải ăn giùm cô. Trời ơi, tao nghĩ được tới vậy không thương người chữ nữa. Nè chủ, rảnh thì vô trong nè, phụ cô rửa mấy cái ly đi. Đi, vô. Nè, cầm đi, vừa vừa rắn. Ê Huynh, vừa ăn vừa rửa. Thôi bà. Hả? Có tôi đi, và bà cho nó về đi. Ở đây tôi nhìn nó bực bội. Vậy sao được vậy? Sao ạ? Má biểu ra đây đó. Tại vì công việc ở trong nhà xong xuôi hết rồi, rồi nó cứ nó sàn tới sàn lui, má thấy phí thời gian quá nên biểu ra đây phụ mình tay đó. Bây giờ có tôi rồi, nó ở đây hoài, tôi ở không ngồi không không vậy hả? Không có đâu, mấy bữa thì được chứ bữa nay muốn ở không cũng không ở không được đâu. Sao ạ? Tiếm chính bà mới dắt con chó qua kìa, bà nói nhờ ông khám cho nó. Khám hả? Là phải có tiền á nha. Tất nhiên có tiền rồi. Nhưng mà nói nghe, giờ thím chính bà đang bận công chuyện gì á, bà về trước rồi. Bà cột chó ngoài kia kìa. Dạ. Ra coi thử làm sao. Nè, hổm rài toàn là khám heo, gà không à. Nay được khám chó thú cưng khoái rồi đó nha. Để tôi ra coi. Khoái thì đi coi đi. Ra coi thử làm sao. Rửa lẹ lẹ chú ơi. Dạ. Trời đất ơi, trời đất ơi. Gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì là cái gì? Tưởng trong con thú cưng ra con chó to đùng vậy nè, rồi sao tôi khám được? Thì ông thì thích thú cưng chó nhỏ, cái gu thím chính lạ, thím thích chó bự rồi sao? Trời ơi, tôi ra tao khám, nó giật, tôi đè, nó cắn, tôi chết luôn. Nó bự vậy mới coi nhà, giữ nhà được chứ, ở dưới quê mà. Thôi, phải có người phụ mới được. Thì cứ ra đó coi đi rồi tôi kêu người phụ, kêu ông chủ ra phụ không? Trời ơi, nghe gì hú hồn trời. Vậy nha, kêu nó ra nha. Chú ơi, lẹ ra phụ chú đi con. Ôi, sợ lắm, nó cạp con chết. Cạp gì, cạp cái đầu mày. Ủa, ba đi sao vậy? Ba, con ngồi xuống đi. Sao coi? Má ơi. Gì đó? Đau đau quá má ơi. Sao? Mới rồi ra phụ với vợ chút xíu ngoài quán mà làm gì mà bèo nheo dữ vậy con? Đau quá. Cái gì? Bộ, ba làm bể đồ nên bị má đánh hả? Trời ơi, má nào mà đánh được ba cưng. Cái này á là tại vì... Nội, chú á bị con chó của bà chính sực. Vậy... Đây nè, con chó của mía thằng ạ. À. Má thằng Nghĩa. Nói, con nhào vô, con cú hết kịp. Dạ. Tôi wow ơi. Cái tay bà bị sao vậy? Ba em á, không có bị gì nhiều hết trơn á. Ba em là bị sanh nghiệp tử nghiệp. Nghiệp quật của em, quật trên quật xuống. Nghiệp quật? Quật mày cái con. Sao bếp? Nhỏ cơm. Nhìn chuyện. Dạ. Nhiều chuyện. Mọi nhỏ đi hết đâu. Ủa, con đi đâu mà đi sớm vậy con? Dạ con đi trực đêm ở chỗ con làm á nội. Ôi trời ơi, làm văn phòng mà cũng trực nữa hả? Dạ không phải đâu ba, tại cái chỗ con làm á, cái anh chủ anh nói là ban đêm có trộm. Ồ. Nên anh bắt con tới ngủ để canh nè. À. Bệnh, em làm bệnh có cực không? Dạ không có cực nhưng mà chán lắm chị hai. Ở trong cái văn phòng á, mò mẫm mấy cái số liệu đó, đau mấy cái mắt. Trời đất ơi, đi làm kiếm tiền là phải cực chứ. Làm văn phòng mà đỡ, ra ngoài đường đứng còn mệt nữa à. Con thấy ra đường sướng hơn. Trời ơi. Nè, ăn cơm rồi đi. Dạ thôi nội, con ăn rồi. Ê Bình, chờ chị đi với. Chị qua bệnh phụ má luôn. Dạ. Ba nhớ xuất thuốc nha. Nè, về sớm ăn cơm đó nha chưa. Dạ, thưa nội, thưa ba con đi. Ừ. Chào nội, chào ba. Tao nói với con, thằng Bình nè. Dạ. Chân nó là chân đi, chân chạy. Mà
mà làm chỗ này á ngồi im re. Má không biết gì, nó có chịu nổi lâu không á? Phải chịu chứ sao không chịu được má. Trời đất ơi, làm kiếm tiền mới giỡn đâu. Mà thanh niên là phải lao động thì mới trưởng thành được má. Mới quào quào thôi dạ, chưa cắn. Đã đau lắm. Gặp ăn trộm rồi trời. Alo anh hả? Dạ, hình như là tôi nói tới em nghe là tiếng rột rẹt ngoài cửa sổ á. Chờ chút anh tới liền. Nhanh nha. Anh tới anh nhớ đứng ở ngoài anh rình coi thân nha. Ok. Em nghe. Chỉ là cái nhánh cây cỏ vào vách thôi chứ có gì đâu mày. Dạ vậy hả anh? Thôi anh về đây, em ngủ tiếp đi. Dạ. Em ơi, em mới vừa thấy cái đầu ngoài cửa sổ không có mình tay chân gì hết. Anh tới đây giúp em đi anh. Để anh tới coi. Nhanh nha. Anh có ra ngoài đó kiểm tra chưa? Hồi nãy em mới thấy cái đầu nó lướt qua một cái, không có bình đầu, không có tay chân gì luôn. Tao đi nãy giờ rồi, mấy người lớn tuổi á, người ta về sớm tập thể dục, chứ ma quỷ gì mà ở đây. Mày thiệt hả? Mày nhìn thử có đúng không? Hai ba người ngồi đó, hai ba người ta tập thể dục đó. Thôi, ngủ tiếp đi. Tối cả đêm phải làm phiền tao hoài. Tao về á.
pin. Ủa, chị chủ. Ủa? Trời ơi, chị đi chợ là gặp em đi làm gì nè. Sao, làm gì vui không? Trời ơi, vui gì đâu, mệt cũng chết luôn á. Chắc hôm nay là bữa cuối luôn á chị. Bữa cuối? Em đừng có nói với chị là em giống chị. Giống được trước rồi chị bị đuổi lại, giờ em bị đuổi luôn nha. Dạ không có, không có bị đuổi. Mà em lập đơn xin nghỉ. Bị khùng hả? Trời đất ơi. Trời ơi Bình, thiệt tình con luôn á. Ba con á là ông kỳ vọng vào con lắm á. Rồi giờ tự nhiên con nghỉ ngang công việc như vậy rồi biết nói với ba con làm sao? Dạ thì con qua đây á là trước mắt là để con bàn với má với chị hai coi sao đó. Qua đi kiếm đồng minh chứ gì. Má hiểu ý con nhất luôn á. Nhưng mà má, con á, con quyết định YouTuber chuyên nghiệp. Cái đó vừa có tiền ổn định nè, con vừa được đi đây đi đó, con thấy rất là phù hợp luôn á má. Con làm cái đó cũng được, nhưng mà má nghĩ nó chỉ ngắn hạn thôi à, chứ không có tính đường dài được đâu con. Ừ, chị cũng nghĩ giống má á. Rồi sau này sẽ có những cái ứng dụng giải trí khác ra đời thay thế nó. Rồi lúc đó em tính sao? Em cũng không nghĩ là gắn bó với nó cả đời đâu. Mục tiêu trước mắt của em á là kiếm thật nhiều tiền để tận hưởng cái tuổi trẻ của em thật đã. Cái xong về á, em mới lấy cái tiền còn dư đó, em mới đầu tư đi làm ăn. Ờ, con nghĩ vậy má thấy cũng được á. Ê, mà nè, còn á, em phải tìm người để quay video chung nữa chứ. Thôi, hỏi. Đúng rồi, chị nghe má bây giờ chị hiểu rồi. Không cần đi kiếm, em quay chị nè. Quay cái cuộc sống sinh hoạt bình thường với chị á. Quay chị bằng rau, bằng cá, góc nhà rồi đó. Quay kỹ lên thôi. Vừa đẹp gái nè, vừa thông minh nè, vừa có duyên nè. Chị sẽ làm idol của giới trẻ. Tụi nó là mê. Trời ơi, mê. Có duyên dữ luôn á. Đúa cục nước đá vô đi rồi nói. Nước rồi. Má, chị chủ dễ thương thiệt á má. Chào người đẹp. Ê, anh hả? Con chuyện kìa. Biết rồi. Anh chạy trước đi. Ở đi tuốt trước mà sợ gì. Ui, bây giờ lại. Ủa, Nghĩa. Dạ. Con đâu vậy? Dạ, con đi qua vườn rau. Qua vườn rau thì con đi. Đường rộng nè, sao không đi mà cứ kè kè nguyên hoài vậy? Đó, anh nghe má tôi nói chưa? Anh chạy trước đi, kiếm chuyện với tôi hoài. À, thôi tôi đi nha. Dạ con đi nghe thêm. Ờ, đi đường này rộng nè. Cuối cùng nó cũng chịu về quê ở. Mình có người có vườn tược đất đai rồi. Ý nguyện đã thành hiện thực. Cảm ơn con, ba Sở. Dạ thưa má, con mới về. Ủa? Cái nội ba con mới về. Trời ơi, đi đâu mà kéo quân về răng với trời. Chào nội, chào ba. À, ba. Con có chuyện muốn nói với ba. Vậy gì, cứ nói thẳng ra đi. Dạ, con nộp đơn xin nghỉ việc rồi. Đó, nó... Trời ơi, khi nó nói thẳng mà nó không thẳng quá trớn luôn. Sao nghỉ? Dạ, tại con thấy công việc nó không phù hợp với con. Thằng Bình á, nó nghỉ công việc đó, nhưng mà nó cũng có dự định một công việc khác rồi ông. Dạ, đúng rồi đó ba. Ba nghe em nó nói hết nha. Nói đi. Dạ, bà cứ yên tâm đi. Bây giờ con quyết định là con chuyển hướng qua con làm YouTuber. Công việc nó thoải mái mà nó được linh động về thời gian đó ba. Trời đất ơi, nó làm như tôi già, tôi không biết ba cái công việc đó vậy trời. Ba rành lắm nha con. Con thấy á, bây giờ cũng có nhiều người làm cái đó lắm. Với lại á, thu nhập cũng tốt lắm á. Thu nhập làm gì tốt? Con có thấy cái bè nổi không à? Nghe báo chí thổi phồng lên. Con thấy cái bè chìm nữa không? Nhiều người có kiếm được nhiều tiền lắm. Nhưng mấy người, có bao nhiêu người không có thành công sao không nói? Không có đâu ba, thiệt á. Người ta kiếm ra tiền thiệt đó ba. Đó đi. Làm như tôi không biết, mà công việc nó bấp bênh lắm. Nó không có không cố định gì hết trơn trọi. Không có ổn định.
rồi thu nhập nó lên bên bấp bên, không có bảo hiểm, rồi không có lương hưu, không có trợ cấp gì hết trơn trọi. Vậy chứ còn bây giờ đó có những cái giống nó không? Có chưa? Không có gì đâu. Nhưng mà trước đây con đã từng có, bây giờ mới hết thôi. Trước đây chứ bây giờ. Bây giờ con nó đang còn trẻ mà ông. Thôi cứ để nó làm theo ý nó đi. Dạ. Hay ba cứ cho ông Bình làm theo ý nó nha ba. Khi mà nó chơi mà đủ rồi á thì tự khắc nó nghiêm chỉnh về làm công việc ba muốn. Vậy là hai má con bà ủng hộ Bình làm cái chuyện này được phải không? Đúng rồi đó. Tại vì á tôi cứ thấy ông cứ cản công việc của con nó muốn không à. Rồi trong gia đình mình cứ lục đục hoài, không có vui. Cho nên tôi không thích. Muốn là hai mẹ con bà ủng hộ phải không? Muốn làm gì làm. Nhưng mà bà do con chọn đi. Một là con theo cái công việc đó. Hai là con theo bà. Chị chọn đi ơi. Nói gì mà dữ vậy? Làm như bộ tính định từ con luôn hay gì vậy? Không có từ. Nhưng mà nó làm cái việc đó thì tôi sẽ không bao giờ nhìn mặt nó nữa. Ba làm cũng khó xử quá. Thôi mấy người nghỉ chút đi, cho nhờ xen chút ý kiến à. Má nói gì má xen cái gì? Xen chút ý kiến à. Ngủ đi xen. Nào là ý kiến của thằng ba nè, ý kiến của mẹ nó, rồi của thằng em, của chị nè. Ta thấy đứa nào cũng có cái lý hết trơn á. Có nhiều hơn. Con á thì muốn thằng Bình á nó có công ăn việc làm đàng hoàng như thế, phải không? Con thằng Bình á nó thích công việc, nó ưa thích, nó muốn làm chuyện đó, đúng không? Chi bằng bây giờ làm cam kết đi, thấy không? Cam kết gì nổi? Cam kết gì má? Thì cam kết nhẹ nhàng thôi, có gì đâu, hai cha con làm cam kết đi vô ha, với nhau có thời gian rồi con gửi cho nó rõ ràng, hứa hẹn cho nó chắc ăn. Ví dụ con hẹn với thằng ba như thế nào rồi ba ủng hộ con sao, vậy đó là cam kết được ký vô. Có nghĩa là cho nó một thời gian nhất định để nó làm cái công việc của nó. Đúng. Còn nếu làm không được sao má? Trời đất ơi, không được, có gì đâu mà khó con. Ngày dài tháng rộng, bây giờ con còn có đủ thời gian để mà kiếm việc cho nó làm. Rồi nếu con không kiếm là sao má? Thôi vậy cũng được đi. Dạ con thấy ý kiến của má hay đó. Con ủng hộ ý kiến của má. Con cũng ủng hộ ý kiến của nội. Mà nội, khoảng thời gian đó là bao lâu vậy nội? 6 tháng. 6 tháng là quá nhiều rồi. 6 tháng sao kịp ba? Theo má nha. Thôi chưa cố rồi, cho nó 1 năm. Trời, 5 tới 12 tháng rồi đó má. Chứ nhiều, chẳng lẽ 10 tháng. Nhớ nha con, hồi xưa con nha, khi mà bay quyết định bay lên Sài Gòn làm ăn các thứ, bay đâu có nói với má đâu. Làm cái rụp là xong đâu có đi đó. Ta không có kịp nói năng, không kịp nhắc nhở, không kịp gì hết trơn trời. Trời sao? Ơi, con khác nó khác. Má đem cái chuyện xưa ra má nhắc hoài, giả quỷ trời ơi. Thôi được rồi, con đồng ý, 12 tháng. Ừ, thấy không? Đi đâu à? Trời, cô lẳng nhách không? Đi vô quán hỏi đi đâu? Đi uống cà phê chứ đi đâu? Uống cà phê, phải kêu cà phê nha. Đừng có kêu trà đá là không được đâu. Ủa? Nói cái ngữ đó nghĩa là cái quán này không có trà đá đó hả? Vậy là thua xa mấy quán bên cạnh này, vậy sao cạnh tranh người ta được ta? Biết đâu, giả bộ vô ngồi chểm chệ cái kêu đi về đi khám thú cưng của ông. Ủa quên, làm gì mà có thú cưng? Nhà ông chứ nuôi heo, nuôi gà, với tiền đâu nuôi thú cưng. Quán này là trà đá là miễn phí nha chưa. Rồi bây giờ á, khách này nè, thích uống trà đá. Một ly trà đá xuất sắc, khách này sẵn sàng trả tiền bằng giá cà phê. Chủ quán phục vụ nổi không? Cà phê là thức uống của người văn minh. Còn cái trà đá tào lao tự lưa của ông thì đi quá khác. Vậy thì đành tạm biệt Kim Án vậy. Bye bye, no see you again. Tám uống cà phê. Tạm biệt Kim Mái luôn. Anh Tám uống cà phê đã. Trời ơi, sao tới quán không uống rồi đi mất tiêu vậy trời, sao vậy? Trời cho đi, uống trà đá tào lao đuổi đi là đúng rồi. Ông này ngộ ghê, mình mở quán để làm gì? Để phục vụ khách, thì người ta uống trà đá cũng phải phục vụ người ta chứ. Mà phục vụ nổi không?
Trà đá trà kêu cái quán đang có khách, cái trà chê cái này chê cái nọ, quán người, khách người ta tưởng quán mình dở sao? Thì mệt em quá, lần sau á cái vụ tiếp khách này để cho tôi đi, chứ ông tiếp kiểu đó vài bữa mình dẹp quán luôn á. Ừ, vậy yeah, cảm ơn. Trời đất ơi, ông nói em đi uống cà phê mà sao về sớm vậy vậy? Chứ tôi nhớ mỗi lần là ông uống cà phê là ông ngồi cà kê dây ngỏng cả buổi trời mới về. Sao về cái mặt của ông đeo vậy? Rồi, có chuyện gì nữa đúng không? Chứ còn gì nữa? Cho nội ba sợ chứ ai? Mình uống cà phê mà, mình là khách hàng. Ông bà nói khách hàng là thượng đế. Ờ, nghĩ sao đối xử thượng đế này nọ chứ? Trời ơi, ông đã không ương ba sợ thì đi uống chỗ khác đi, tới quán ổng chi có chuyện. Một cái sạc ấp này á, không còn cái quán nào hay sao? Tự nhiên tới mua cà phê không mua, mua cái bực bội vô người là sao? Mình cũng đâu có muốn đâu, mua cà phê chỗ khác rồi. Nhưng mà ngặt cái ly cà phê chỗ khác không giống ly cà phê chỗ đó. Ly chỗ đó nó có cái vị lạ lắm, nó ngon lắm, uống riết rồi nó thành ghiền à. Mà cái kiểu trả, đã khinh tôi á, là không có tiền trả nổi ly cà phê, chỉ có mượn cớ uống trà đá thôi. Người ta bỏ biết bao nhiêu tiền ta mở cái quán cà phê, ông vô muốn trà đá không à? Bởi vậy có chuyện là đúng mà. Trời ơi, khổ ghê luôn vậy đó. Mình nói thì cũng phải, nhưng mà đầu đuôi gốc ngọn không phải là tôi. Trả không à, chắc cái kiểu trả mốc khó chịu lắm, nhức xương đó. Thì tôi chán mấy ông dễ sợ luôn vậy đó. Con đó là gần á, làm xui với nhau rồi mà nghĩ sao mà gây từ nhỏ tới lớn giờ không chán hả trời. Chứ tôi thì tôi chán vậy lắm luôn á. Tôi cũng mệt lắm, nhưng mà mỗi khi bước chân đến đó tôi cũng dằn lòng rằng sự nhịn chính sự lành. Ừ, vô á chả mốc lắm là nhịn không được thì quất luôn, tới đâu hay tới đó. À, bây giờ cái giận nó còn trong người phải không? Bây giờ nè, tôi nói hoài cũng không có gì thay đổi hết. Vậy thì nè lại ghế đó ngồi ha, rồi tự nghĩ cái chuyện gì tự gây lộn một mình, lem bè một mình đi, rồi có ngoài đường ta đi ngang ta dòm ông, ta tưởng ông mắc dưới đó. Điên quá chị ơi. Sao nói vô nhà tự làm bè mình ơi luôn nè. Gì dạ? Ngủ đi. Gì á? Đói bụng quá sao ngủ được. Trời đất ơi, cái gì mà giờ này đói bụng. Nhịn đi. Ra chợ kiếm có hủ tiếu gì ăn đỡ đi, đói quá sao ngủ. Giờ biết mấy giờ chưa mà ra chợ hủ tiếu đâu ra. Mà thôi nhịn đi, cho nhịn luôn. Sao? Không biết tội gì thì chọc con đám tàn này. Ông ghé quán nữa là mất khách tôi đó, cho nhịn luôn. Chứ thủng gì đám tàn dẹp không cần xuống lục cơm nguội. Muộn rồi. Sao? Không còn miếng cơm nguội nào đâu, đừng xuống lục cho mất công. Mà chiều ăn xong á tôi biểu chủ dọn hết rồi, không còn gì đâu. Trời ơi, vậy bà là định chỉnh quấn chồng bà hay sao vậy? Ừ. Chứ bỏ cái tật trẻ con của ông. Tật gì trẻ con? Không phải trẻ con hả? Tối ngày kiếm chuyện gây lộn với ông Tấm Tàn. Mà gây thôi lôi đâu gây đi, cứ đem về quán gây hoài làm ăn gì được. Làm mất khách hết trơn. Cứ còn vậy nữa tôi cho nhịn luôn. Từ từ tôi sửa, tôi kiềm chế tính tôi lại. Rồi đi nấu cho gói mì ăn đây. Nấu gói mì ăn đi. Ghét. Ờ, giờ đi nấu nghe. Nhưng mà còn vậy nữa cho nhịn luôn á. Đặt kiếm chuyện. Này mẹ em gì á? Ủa, nói trời trăng mấy nước chứ. Vô thì biết tại thôi. Tiếp tục. Giờ tập tạc. Ông Tám. Ủa mình. Bữa nay á tóc tôi sơ sát quá à. Tôi tranh thủ tôi qua tiệm tóc chút nha. Có chuyện gì á ông dặn Út Tình nha, tôi kêu nó làm cơm hết trơn rồi đó. Vậy hả? Ừ. Dữ ác không á? Lâu lắm mà mới nghe mình biết chăm sóc cái nhan sắc á. Ừ, mình đi đi. Mà nhờ ghé dùng cái cà phê television gì đó. Lấy cà phê đi hả? Đi đâu đi? Cà phê gì? Cà phê gì? Sài Gòn thì có trong nội bà sở đó. Trời đất ơi, ông muốn uống tiệm qua bển ông uống đi. Nay ông rảnh rỗi mà kêu tôi đi làm chi? Quỷ thần ơi, mình vừa quá biết rồi á, tôi ổng như mặt trời mặt trăng rồi đó. Qua đó ông khéo ông nhật thực cái nó tan đá uống nước lã vậy. Muốn uống cà phê phải không? Ừ. Mà tôi nói rồi nghe, phải đợi tôi làm tóc xong xuôi rồi tôi mới mua cho ông à.
thì phải đành chịu gì chứ sao giờ. Ừ, ghiền cà phê bển này hả? Dạ, ông bà sở mà nghe ông ghiền cà phê ông khoái gì lắm à. Tôi đi á nghe. Chứ sao nữa? Ghiền chi bây giờ, chấp nhận làm mặt trăng để ông muốn nhật thật lúc nào hay nhật. Trời ơi, thiệt sao mà tôi ứa gan tôi lên thiệt tình luôn á. Đúng là quan gia ngõ hẹp hay sao vậy? Biết bao nhiêu người tôi vừa gặp mẹ à. Sao nghĩ sao trái đất cũng nhỏ như vậy, đi đâu cũng gặp là bực. Chị Năm, chị làm gì mà chị đi đâu mà về mà bực bội dữ vậy chị? Ủa chị Tám, chị đi chợ đó hả? Ờ. Tôi nói cho bà nghe, trời ơi, tóc tai tôi lúc này nó sơ sát quá đi. Mà tại vì tôi lu bu công chuyện nhà đó, tôi không có làm. Bây giờ tôi nói tôi ráng tranh thủ sáng nay nè, tôi làm hết công chuyện nhà, tôi chạy u qua cái tiệm đó, tôi làm cái đầu cho nó đẹp. Qua bển cái có người giành mất cái ghế hả bà, có tức không? Thì chị ngồi ghế khác đi, trong tiệm thiếu gì ghế chị. Thành rằng là trong tiệm có nhiều ghế, nhưng chỉ có một cái ghế để cho ông thợ ông làm thôi, bị người ta giành rồi. Nè, mà ai chị nói vậy? Tôi nói thiệt tôi không muốn nhắc cái người này. Thôi bà đừng có nói nữa, nói tới tôi ứa gà tôi lên tăng xong bây giờ á. Thôi chị ơi, chị đừng có giận nữa, chị giận nữa rồi già rồi xấu đó. Ha, đừng giận nữa. Quá mau già phải không? Ừ. Mình nếp mình nhăn phải không? Ừ. Bởi vậy tôi biết vậy cho nên tôi bớt, tôi kềm lại nhưng mà vẫn tức hay sao. Thiệt khổ ghê luôn nha. Thôi chị đi chợ đi, kẻo trưa đó. Ừ, thôi chị về nha, đi để trừ nắng nha. Ừ, đi đi. Đừng giận nghe không? Đúng rồi, bớt giận, không giận. Ừ, đi đi. Ừ. Nói không giận chứ, sao không giận được. Hết hồn. Đi đâu vậy? À thì đi lang thang vậy thôi. Còn cô đó, nghĩ cái gì mà cười tủm tỉm mình vậy? À tại tôi đang nghĩ về. À mà đâu có gì. Còn anh? Hả? Bữa nay nhìn cũng tươi hen. Thì tươi chứ. Có bộ cũng đừng có chuyện vui hả? Thì vui chứ. Tôi đang nghĩ về một người mà. Người một một người vui vơ rồi đó. Ủa cái gì mình nói đi bằng tắt mà sao còn ai nguyên vậy, mặt chằm chằm xấu thêm hơn nữa vậy? Thì tại cái bà chủ quán cà phê mà ông ghiền đó. Trời ơi, tự nhiên sao nó đi vô? Thì đó, bởi tôi nói đồng vợ đồng chồng tá bị đông cũng cạn. Ông chồng thì cự với ông, còn bà vợ gặp tôi là ganh tị, từ sắc đẹp tới thần thái, ghét thiệt. Trời, mắt mới cười. Thì tôi gì có liên quan gì chuyện của quý bà, làm sao tôi giải quyết được? Rồi ly cà phê của tôi đâu? Đang nóng bực, trời ơi giận vậy rồi ai mà kêu cà phê? Người ta đó có đem tận nơi, lấy điện thoại gọi nó ship qua cho. Thôi mà, biết tôi sợ nhật thật mà, lấy điện thoại gọi giùm mình, giùm anh cái đi. Cái gì cũng kêu tôi, cái gì cũng kêu tôi chứ. Điện thoại để buồn á, để tôi vô tôi gọi cho. Trời đất ơi, hên ghê chưa? Lần đầu xưng anh mà được đó, chắc chừng nay mưa lớn à. Chị ba. Ủa? Chị ba sợ đi thiệt rồi mà. Chị đi đâu mà ô dù sang quá vậy chị? Chị Tám, bữa nay á tôi đi làm tóc nè. Hèn chi á, tôi đi cả cây số sau lưng chị á mà tôi cũng ngửi thấy mùi thơm nữa. Trời, mái tóc chị này đẹp quá. Ê chi, tôi thấy chị cười miết à nghe. Trời ơi, chị khen tôi cảm ơn nghe. Chị khen tôi vui một, mà tôi có chuyện này tôi vui tới 10 lần đó. Chị biết làm sao không? Hồi nãy á, tôi vô tiệm uống tóc ở trong xóm mình đây nè. Trời ơi, bữa nay ngày gì không biết mà khách đông quá trời luôn á chị. Trời, tôi vô chỉ còn một cái ghế trống duy nhất thôi. À mà cũng phải trống nữa. Cái ghế đó là của một người khác đó. Người khác là ngồi cái ghế đó đó, nhưng mà cái tội nhiều chuyện á chị. Trời ơi, đứng lên tám lo tám nhiều chuyện. Cái tôi thấy cái ghế đó trống cái tôi vô tôi ngồi. À, cái là tôi được làm tóc chứ. Còn cái chị đó đó, trời ơi đâu có ghế đâu ngồi, không làm được phải bỏ đi về vậy đó. Trời ơi, tôi xuống gì đâu luôn á. Trời ơi, tôi mà tôi thắng cái người đó tôi vui dễ sợ luôn á. Trời ơi, đã gì đâu. À, thôi tôi về nha. Chào chị. À thì ra cái người giành ghế của chị Năm sao là người này. Hai bạn này thiệt là mắc cười. Nghe đồn là kênh nhau từ lâu rồi, nay mới được chứng kiến.
ra cà phê hả? Ờ. Vợ tôi gọi phải không? Vợ tôi đặt cho tôi á. Làm xa đặt tôi mới đem lại đó nha, chứ dễ gì nè. Trời đất ơi, ủa mà ông chủ quán lớn mà đi giao từng ly cà phê vậy, tội nghiệp quá vậy. Quán đông người quá rồi ai cũng bận hết, rồi tôi rảnh tôi đi làm gì chứ có gì đâu. Đó là cái đó là gọi là đạo đức kinh doanh. Nhưng mà đạo đức kinh doanh gì vậy, sao không lấy đạo đức kinh doanh ra đối xử? Cái đó người ta là đạt tới cái cảnh giới của giác ngộ, ông hiểu không? Được rồi, hiểu rồi, trả tiền. Thôi, người nào đặt người đó phải trả tiền à, nói làm sao đem tiền đến cho tôi. Trời đất ơi, đi giao cà phê cho thượng đế mà làm như thượng đế thiếu nợ còn trả vậy. Rõ ràng biết mình sai ha, mà cố tránh né ha, không chấp nhận mình sai. Đúng là ninh thọ tử, bất ninh thọ nhục là đây. Ê, kìa. Gì? Lấy chưa? Gì đâu? Giữ đây! Dạ. Đứng yên! Giữ nguyên hiện trường! Dạ, dạ. Mày mận cái gì ở đây? Con... Mận gì mày chạm vô con hưởng cái tôi? Dạ, con không có chạm, con chỉ là lấy cái lá trên... Đi! Hey. Trời ơi, cái lá bằng chứng. Ha. Hai đứa bay hẹn ngồi với đẹp ở đây phải không? Dạ, tụi con có làm gì đâu ba. Tụi con đó hả? Trời đất ơi, là trời của tụi con đó chứ. Ở đâu ra tự tụi con vậy hả? Dạ. Để lại ra cái gì? Liếc cái mặt nhìn là biết không có môn đăng hộ đối rồi. Ba nói gì kỳ vậy? Dạ, chú ơi, nhưng mà tụi con nữa. Ai cho phép tụi con vậy? Đứng đây làm gì nữa? Dạ. Gì? Dạ chú, con có làm gì đâu mà sao chú ghét con dữ rồi? Không có cần làm cái gì, người ta cũng có thể ghét được. Biết không? Nói nhiều quá. Đi gì? Trời ơi. Giỏi theo. Nhìn đây say đắm. Hả? Trời đất ơi, còn liếc nữa. Hả? Ai đã bị hẹn hò ở đây bao lâu rồi? Đâu có ba. Con với anh Nghĩa gặp ngang đường cho nên hỏi chuyện chút thôi à. Phải không? Nó là con tám tàng hẹn hò nó làm chi mà hai đứa cái mừng gì chưa? Ba nè, ba với chú Tám á, khác nhau thì có liên quan gì tới chuyện con với anh Nghĩa đâu. Không. Chồm sớm gặp nhau không lẽ ngó lơ. Ngó lơ được ngó lơ. Nó là con tám tàng không việc gì về quan tâm tới nó. Nghe chưa? Bớt gặp thì tốt đi. Lo cho thằng Nam giùm ba đi. Trời đất, cơ con người ta là Việt Kiều, về đây một thân một mình không có gia đình, con lạnh nhạt với nó quá đó. Con biết rồi. Ừ. Mà ba nè. Sao? Anh Nghĩa làm gì mà ba ghét anh dữ vậy? Nó con tâm tài là đủ ghét nó rồi. Nó đủ tiêu chuẩn đi ghét rồi, không có cần phải làm cái gì hết trơn rồi. Thôi đi về. Dạ. Đi. Tính về của này nữa hả? Con tự đi mà. Tại sao mình làm tất cả mọi thứ cho ảnh mà ảnh không có để mắt tới? Trong khi á, chị Nguyên mới vừa xuất hiện thôi à, có làm gì cho ảnh đâu mà ảnh để mắt tới chị. Không được, mình không thể nào mất ảnh được. Không thể nào mất ảnh được. Duyên à, em có sao không? Anh Nghĩa, em biết là anh vẫn còn quan tâm em mà. Em nó chưa vậy nữa hả con? Dạ chưa thế. Sao tội nghiệp nó quá vậy? Duyên,
Duyên à, em thấy trong người sao rồi? Dạ em tốt rồi con. Nè, em muốn đi cho khỏe. Thi nhiều cơ thể do mất ăn mất ngủ mấy ngày liên tục, bị lao lực lao tâm, giờ đó là xăm dây với mật ong bắt gái nấu đó, con uống vô hết chén đó đi, đổ mồ hôi nằm lát là hết hả? Con cảm ơn bác. Thôi con mấy em nằm đây nghỉ ngơi đi, khi nào khỏe anh đưa về nghe. Em tự về được, em không có sao hết đó, nhưng không có phiền anh đâu. Thôi con còn yếu như vậy mà sao về ở anh được, nằm nghỉ đi, xế xế anh nhẹ đưa về bản. Đó, nghe tiếng anh nói không, nằm xuống đi. Trời ơi, thiệt. Gì? Sao anh Nghĩa không đi chung với em? Thì anh đang đi chung mà. Ý em là đi ngang hàng đây nè. Thôi, anh đi sau lỡ cái gì em xỉu nữa thì anh đỡ. Mẹ em đó, hồi nãy anh nói là anh lấy xe đưa về, không chịu. Một, hai đồ đi bộ. Em đi bộ để có thời gian ở bên anh nhiều hơn. Duyên, gặp em anh mừng quá, lên xe đi anh chở về. Thôi em không về, em đi bộ về được rồi. Em đó, đi ra đường mà không mang theo điện thoại, ba em đang kiếm em đó. Đúng rồi đó, em về đi chung thôi, bớt nhận lo á. Em về, về nha. Đi hả? Thôi đi đi. Duyên ơi là Duyên, bây giờ anh không biết phải làm sao với em nữa. Con đi đâu cả ngày nay mà con không nói với tía, tía lo muốn chết à. Cảm ơn con nha Nam. Con lên tiệm, con phụ chị chủ dọn tiệm thôi à. Hôm qua là con nói con nghỉ, bữa nay đi làm, không cho tía biết. Đi thì đi, bỏ cái điện thoại ở nhà nữa, làm cho tía gọi không được, tía lo quá lo đi. Tía ở nhà tía lo con cả ngày, chắc tía mệt lắm ha. Ôi, quá mệt đi. Thôi giờ hai đứa ngồi nghỉ mệt nói chuyện ha. Nhớ vô nghỉ sớm đó, tía đang nấu cái nồi cắm heo, tía vô tía coi sao. Rồi con muốn uống nước không hay về? Muốn uống nước thì tự rót đi. Cảm ơn. Ủa vậy cũng muốn uống hả? Khát. Em cũng không ngốc đến nỗi nào. Ý anh sao? Ý anh từ trước tới giờ trong mắt anh em là đứa ngốc hả? Anh có biết là anh đang chế giễu em không? Anh sao? Anh xin lỗi. Tại anh lỡ lời.
Sao hôm nay em nóng tính vậy? Uống nước xong chưa? Xong rồi nè. Về. Vậy giờ anh đi về nha. Rồi khi nào mà em khỏe lại á, cái em điện thoại cho anh biết để biết là em muốn làm gì tiếp theo nha. Sao nhiều khi á thì như con nít vậy, còn nhiều khi á như là người trưởng thành vậy. Phụ nữ đúng là khó hiểu thiệt chứ. Ủa cô đi đâu vậy? Tôi đi công chuyện ở trên trường á. Mà có vụ gì vậy? Không, chỉ tiện đường rồi hỏi vậy thôi à. Chứ khoan có cô cho tôi hỏi là cô có biết tại sao mà ba cô á không thích tôi không? Hả? Sao ba tôi không thích anh hả? Nói sao ta? Thôi để về tôi gửi mail cho. Hả? Thôi đừng có chọc tôi nữa. Dạ á. Chứ không phải ba tôi không thích anh. Tại vì chuyện tình cảm của tôi ba tôi có tính toán riêng, cho nên mới... Mà thôi, anh quan tâm làm gì? Kể đi. Không quan tâm hả? Ừ. Tôi... tôi đâu có quan tâm đâu, chỉ tiện hỏi vậy thôi à. Chị vậy sao lúc nào đi ngang đường này tôi cũng gặp anh vậy? Bữa nay còn gặp tới 2 lần nữa. Tôi nghi ngờ lắm rồi nha. Nghi ngờ cái gì? Nghi ngờ anh có ý với tôi chứ gì? Tôi có nghĩa. Dạ. Cháu Duyên, con bất nhân, con dâu tương lai của Tía đâu mà con đứng ở anh đây vậy? Dạ, Duyên về Tía. Dạ. Vậy giờ con ở không phải không? Dạ. Theo Tía về nhà lấy xe Honda chở Tía qua bên cô Năm, bên Gạch Định về cho nó nhanh. Dạ. Dạ, con chào chú. Về. Ủa, tôi chờ ta chào mới về hả? Ê, dạ. Sao bữa nay thấy ngộ ngộ vậy ta? Nói nàng mày đỡ nha. Con sao không kêu con Thảo Nguyên cho nó ăn sáng luôn con? Con Nguyên hồi đêm á, nó thức soạn giáo án nên giờ nó chưa dậy nổi. Còn chú á, là chú mới lấy đồ cho cô về. Chú trong phòng nghỉ mệt á. Trời đất ơi, bữa nay mà xuyên đột xuất rồi nha. Xách đồ về cho cô nữa hả? Trời ơi, năm thở 10 thì mới được bữa. À, tại vì hôm nay cô ép chú mới đi chứ hả, bình thường con đập đồ đập niêu đập chén đập rầm rầm chú còn chưa dậy. Ủa con ngồi ăn sáng luôn cô. Trời ơi, cái gì mà nặng nề nhiều thứ vậy con? Dạ, này là đồ pha chế nguyên liệu làm nước ở bên quán á. Vậy nữa hả? Dạ, để sẵn đằng chút đi nè cô. Ăn sáng con. Cảm ơn con. Ăn sáng đi con. Má ăn sáng đi má. Hôm nay sao nhà mình yên ắng quá à. Thấy nó yên bình vậy đó. Hey. Gì vậy? Gì vậy chú? Lớn quá. Ôi, cái gì mình nhạc sai quá. Trời ơi, cái gì mình nhạc thầm nghĩ vậy? Chị con, bớt bớt rồi đi. Mình không có nổi. Trời ơi. Rồi vậy. Rồi, tắt rồi. Sao sao trứng vậy? Vui không? Không vui. Không vui gì hết trơn. Mệt chết rồi nè. Không vui đâu. Không vui thôi. Sáng nè. Thôi, còn xuống sáng đi con. Thôi. Thôi mọi người ăn đi, tôi có chuyện gấp rồi. Ê! Nhi, nhi. Được rồi. Vì ông mà vợ tôi chửi tôi, cũng vì ông mà vợ tôi bỏ đói tôi. Bữa nay cho ông biết muốn tập phải không? Dạ. Gì gì? Trời ơi, lo còn kéo nó nào bắn đi đây. Ông sầm nó nha.
vậy? Hả? Trời ơi, trời ơi khùng. Làm gì hả? Muốn nghe nhạc vườn nhà nghe. Ở đây đâu có nhu cầu đâu. Cha tấn âm nhạc cái gì sao chịu nổi. Nhỏ quá hả? Giận lớn hả? Ờ, chịu. Đắp ông cho tấn không tỉnh ra mình vô khó chịu ra mà. Ôi da. Chà, nhảy nhót dữ quá. Đau phải không con? Đau lưng đau người phải không? Eo xuôi sống. Trời ơi. Ai da. Tao không biết là sao tự nhiên rồi xách ba cái này về rồi mở ra. Xin. Con thấy cha tám tràng cha tập dưỡng sinh. Con cũng ráng tập. Thấy lâu quá không vận động nó ê xương sống. Mày thích cả khỉ người ta quá vậy hả? Mày không chọc người ta được rồi mày ăn không ngon phải không? Không phải, mà cái tướng chả kỳ lắm. Cha tập dưỡng sinh mà như giống như là con châu chấu mà nó đợi mưa rào. Trời ơi, thấy ghét quá, tập để dạy cho chả cho sáng mắt chả ra, cho mở mang tầm mắt chả. Ba à. Gì? Người ta có làm gì ba đâu. Ba cứ kệ chú đi. Ừ, không có kệ được, chả làm cái gì cũng được. Cũng ghét hết được. Nè, bây giờ con cứ nhìn kỹ lại con coi. Dầu sao cái thằng Tám á, nó cũng có cái nghề gia truyền. Nó giúp bà con thuốc men ốm đau ở cái xóm mình từ hồi nào tới bây giờ. Còn con á hả, cứ lo mà chê ba người ta mà coi lại mình đi. Có được cái gì hơn người ta không? Có những vườn con thôi mà làm cũng không xong nữa thì. Sao không làm? Con cũng làm vườn đàng hoàng vậy. Nhưng mà làm vườn cũng phải có thời gian để thư giãn chứ má. Có mình ba là thư giãn. Chứ cả nhà mình, nhà chú Tám nữa. Ai cũng như tra tấn trường. Tra tấn, tra tấn cái gì? Tại cha đó thôi chứ làm gì tra tấn. Dù sao của hàng xóm đáng gì với mình mà con. Con hả? Má nói kỳ. Bà nè, nhỏ này nữa, không có giao du với bên nhà cha Tám Tàng, nhất là thằng Nghĩa đó nha chưa. Ảnh á, có làm gì ba đâu. Ảnh còn phụ ba làm vườn nữa. Sao ba ghét ta dữ vậy? Trời, không biết. Ở nhà cha đó là ghét hả? À. Ba không ưa ảnh á, thì cũng phải nhìn mặt tốt của người ta chứ. Thằng đó nó có làm gì không? Tối ngày cái đi cà nhóng không? Thằng đó nó có bằng kỹ sư nghe. Nó làm một cái miếng vườn của nó còn thấy không? Lớn hết sức ở cái vùng mình nè. Rồi lại ngoài đó ra, nó còn giúp cho ba nó làm cái miếng vườn thuốc nam, thuốc bắc gì đó. Trời ơi, nó giỏi lắm nha. Ở xóm này chưa chắc có thằng nào qua cái thằng đó đâu con. Dạ, ảnh nó còn phụ giúp nội nữa đúng không nội? Đúng rồi. Tao không biết, tại vì đứa con tám tà gì, tao ghét nó đó. Ba kỳ quá à. Chứ có ai mà lựa chọn ba má cho mình được đâu. Ba đừng thành kiến với ảnh quá. Không có nói nhiều. Bây giờ ba yêu cầu con ba bo xì nhà đó ra. Nhất là thằng Nghĩa. Bết. Kì. Tôi thấy. Ba. Ây da. Ây da. À. Thôi con. Kệ nó đi. Thằng này cái tính tình nó kỳ lắm. Ủa. Con. Dạ. Tới giờ đi dạy rồi. Con đi xe đạp có kịp không? À. Quên mất nữa nội. Dạ. Không sao nội. Con có bạn rước nên kịp nội. Có bạn sao không? Kêu nó vô nhà con. Dạ không, tại nó ngại á cho nên nó đứng ở ngoài đường đợi con luôn. Thôi con đi luôn nha nội. Úp úp mở mở đừng có nói là bạn rồi sau này mới giới thiệu cho nội đó nghe. Con này chưa bao giờ trong lòng anh cho thấy vui. Ông sao ông đi ở ngoài đường về ông vui dữ vậy? Chuyện gì vậy? Chơi được kẻ thù một vố, thấy hả hê trong lòng chí chi. Kẻ thù là ai? Cướng ngồi câu cá y hệt con cốc kẹt. Ngắm con bồ cào ghê không? Hôm bữa gây chuyện với Tô Phô, Khương Tử Nha chứ gì? Tôi cho Khương Tử Hà nè, là Khương Tử Té dưới nước nè. Ah!
trời ơi bản đồ đó cho ông chơi cái trò ác ông cho đây. Ai gây chuyện chút nhớ không? Ai cho tấn âm nhạc nhà ta nhớ không? Trời đất ơi, bữa đó tao mua cái loa mới, tao thử loa tao không ơi. Ủa, vậy hả? Vậy là thử loa chứ không phải có ý gì sao hả? Ôi, bây giờ tôi mới nhận ra gì, tôi mở lòng tôi bi, tôi cứu bạn lên nha. Cứu đi. Lên đi tao xử cho mày biết. Thôi, vậy ở đó đi, không cứu nữa, ở đó luôn đi. Mình đi nha bạn. Đồ chơi gà bắt chết. Quý sư. Ôi, vậy ai từng vỗ ngực xưng tên? Tôi á là quân tử kiếm tiền chứ không kiếm chuyện. Không có sao, nước cạn hiệu à, không có chết thục đâu mà mình lo. Ủa, ngó mồi mình lo lắng cho chả quá ha. Lo lắng gì mình lo, tôi chỉ sợ sau này không có chuyện gì cái bắt đền mình thôi. Ủa, tía, chú bà té đâu vậy? Ông cái đâu mà kệ ông, bắt trước bá về lo lắng hả? Tránh xa gia đình ra cho tía nha. Ủa, hồi trước giờ con vẫn qua đó phụ nhà bà hai mà. Ờ, ý ông nói con Nguyên luôn á hả? Chứ còn ai trồng khoai đất này nữa, con đó luôn đó. Ông nói thì sao, tôi thấy con Nguyên nó dễ thương mà. Tôi nói thiệt, ở trong xóm này không ai bằng nó. Tốt bụng nè, hiền lành nè, dễ thương nè. Nó tốt bụng cái gì? Nó hiền lành chỗ nào? Nó dễ thương cái chi chứ? Dạ, con thấy má nói đúng á. Con thấy hả, Nguyên yêu thương từ nhỏ nè. Rồi Nguyên hả, nhiệt tình tham gia mấy hoạt động từ nguyện trong xóm nữa. Thôi mặc kệ nó. Làm ơn nghe lời tía, bo xì cái gia đình nó xuống cho tía đi. Mệt quá à. Tía thiệt, vô lý hết sức luôn. Trời ơi, con không biết tính tía con hả? Ổng mà bướng bỉnh hả, ổng cãi nè. Trời ơi, ổng cãi ngang lắm, ba làng cãi lại ổng nữa. Mà tại con thấy tía giận người ta vô cớ, cho nên là con muốn nói cho tía hiểu thôi. Sao vô cớ được con, có cớ hết trơn á. Cớ đó là đâu biết không? Má nè, má từng tuổi này nè, mà má còn hấp dẫn quá, má còn quyến rũ, cho nên hai ông mới kênh nhau. Nhưng mà má ơi, cái chuyện của tía chú ba khác, chuyện tụi con thì là chuyện khác nữa. Ai biểu con Nguyên nó xui, nó con ba sợ làm chi. Ê, sao tôi thấy mấy người binh con Nguyên dữ vậy ta? Con có bệnh gì đâu, con chỉ nói vậy thôi à. Thôi con đi làm nghe má. Thái độ vậy là sao? Nói tới con Nguyên cái nó ấp a ấp úng, cái mặt nó đỏ. Không lẽ cái này ngọt hả? Hả? Sao anh cắn rồi mới đưa tôi? Kêu tôi ăn của anh hả? Tôi phải cắn mới biết cái nào ngọt chứ. Ai, ghê quá à. Tôi tên gì? Tên Nguyên. Cậu không biết đứa trái Nguyên nữa. Đâu, cho thằng trái coi. Nè, thấy chung, nhìn thì xinh đó nhưng mà cũng khó tánh ha. Ừ, này anh cũng công nhận là tôi xinh hả? Cũng xinh xinh. Có được cỡ không? Nghiêng thùng đổ nước không? Nghiêng thùng đổ nước hả? Thôi, cô không cần phải nghiêng thùng đổ nước đâu. Chỉ cần cô nghiêng về tôi là được. Cái gì? Ê, má tôi kìa. Cô vậy mà nhát. Ồ, bữa nay lại vui tính hài hước ghê nha. Dạ. Má tôi thiệt kìa. Một lần thì vui, hai lần thì nhây. Tôi nói thiệt á, má tôi kìa. Má tôi thiệt kìa. Anh trốn đi, má tôi thấy anh sao? Trốn ở đâu được ở đây? Trốn đây đây nè. Ở đây cái gì? Lẹ đi, má tôi thấy bây giờ. Trời. Má. Ủa, Nguyên, con làm gì mà ngồi đây có mình vậy? Dạ, con ra đây không má. Trời đất, rảnh rỗi rồi sao không qua bên quán của má chơi, rồi sẵn phụ má luôn. Ở bên đó cũng mát vậy. Dạ, con cũng tính thông mát xong qua bên má. Ừ. Thôi, mình đi nha. Trời ơi, mình con ăn hết bịch ổi này luôn á hả? À, dạ, tại con buồn miệng á, mua ăn từ từ. Trời đất ơi, coi kìa. Má ăn má. Nhìn cũng ngon quá ha.
Ủa sao đứa nào sao giống thằng Nghĩa con anh Tám quá vậy? Dạ. Đâu? Kìa, nó chạy kìa. À, không phải. Ở dưới quê á, ai cũng có cái kiểu lưng vậy hết á. Thôi, đi má, đi con má qua bển nha. Đi. Ờ, đi, đi. Dạ. Má. Nghĩa ơi, Nghĩa. Chạy đâu mà như là ma đuổi vậy con? Hả? Ờ, dạ không. Gì ghê mà cầm lên tay không có ma gì chân vậy? Ờ, hồi nãy con đi ngang nhà bà Sáu á, không biết tự nhiên con chó làm sao, bữa nay nó điên sao á má. Tự nhiên gặp con cái nó sủa cái nó rượt con quá, nó chạy quá trời luôn. Trời ơi, gặp ba con chó đó phải chạy cho lẹ nha con. Dạ dạ. Trời nắng mà nó nổi điên cái nó cắn mình một phát rồi thôi chích ngừa mệt mỏi luôn á nha. Dạ. Sao mày đứng nói chuyện với má mà mày không yên giống như mày bị kiến cắn vậy? À, ở trong vườn á con bắt sâu, cái bắt trúng ngay sâu đó mới rớt vô cái chân ngứa quá. Trời ơi, ba con sâu quỷ đó nó trúng là nó ngứa dữ lắm. Thôi vô tắm rửa thay đồ đi. Dạ. Hả? Con có chuyện này muốn nói với má nè. Chuyện gì con? Hồi nãy á con đi chợ về, con thấy con Nguyên nhà mình nó ngồi ngoài bờ sông đầu xóm nhà mình này má. Ờ vậy hả? Dạ. Nó ngồi có một mình mà sao mà nó ăn một cái bịch ổi bự thì bự gì đó, con thấy lạ lắm. Lạ lắm á con. Thật ơi, chị nghe cũng nói lạ. Gái đứa người ta ngồi ăn ổi bình thường đúng không? Không có lạ chứ. Lạ ở chỗ vậy nè, là con á mới đang đứng hỏi chuyện với nó à, tự nhiên có một người nha, một người ở dưới bờ sông mà ngay cái chỗ nó ngồi đó đi xẹt lên một cái mà đi nhanh lắm. Dạ, đi cái dèo vậy nè, mà con thấy cái lưng á sao nhìn sao nó giống thằng Nghĩa con anh Tám lắm á. Chắc là người giống người thôi con, không phải nó đâu. Trời nội, sao không chắc được? Đúng không? Chắc là thằng Nghĩa, đúng không? Không, thằng Nghĩa với con như chó với mèo, nó không sực nhau rồi thôi chứ, nó ngồi chung làm gì? Đúng rồi. Làm hết hồn hết vía. Cái gì vậy trời? Anh thủ nha. Ê, nha. Quý. Con có sao không? Có sao? Dạ. Ơ, dạ. Con. Sao cô lại ôm tôi? Dạ, con xin lỗi chú. Cho mày đổ tao. Dạ, con xin lỗi chú. Trời ơi, sao con đỡ ông chứ vậy? Đi về bên đi. Đi về bên. Ơi, dạ, đi hả? Đi. Con đỡ ông chi để con nói con đồ ông vậy? Trời đất ơi, sao con lại giao du với cái bên nhà đó? Con nè, không giao du nhà bên đó nghe chưa? Dạ, thôi mà tía. Đi về. Đi. Dạ. Cái mặt á, bữa thì tươi không cần tưới. Còn cái mặt bữa nay hả, nó quéo lại giống như mà cái cây mà bị thuốc trừ sâu nó xịt vô thì nó quéo lại. Chuyện gì nữa phải không? Gặp cho bà sợ nữa chứ gì. Thì tôi mệt ông ghê luôn. Đã không ưa người ta thì chuyện người ta kể người ta đi, chuyện mình lo chuyện mình đi. Dòm ngó chuyện người ta chi rồi có chuyện. Dòm ngó hồi nào mà dòm? Quýnh quán quá đụng nhầm con gái thằng Chả. Xem chú nhủi luôn á. Trời ơi, rồi con nhỏ có làm sao không? Có lãng nhắc không? Không hỏi tụi mình bị sao, hỏi nó có sao không? Thì bây giờ ông ngồi đây nè, ông còn chửi người ta được là ông không có sao. Hơn nữa ông là đàn ông, còn nói là con gái. Đụng bất thình lình nó té rồi nó sợ nó không có biết cái thế. Nó chống rồi nó gãy tay gãy chân, hiểu chưa? Đụng rồi đẩy rồi ngứa ngát trong người. Nè. Gì? Rồi sáng đi về lẹ quá rồi có đi đưa thuốc cho nhà Sáu Kèn chưa? Má mày nói ngút tình giao giùm tôi đi. Chiều thư thả nó qua bển tôi khám. Kiểu này hầm hước này mò không dính cái mạch nào đâu mà mò. Mở miệng ra là nói lương y như từ mẫu, lương y như từ mẫu mà bây giờ người ta bệnh hoạn vậy đó. Hôm qua bắt mạch cho người ta chờ chiều. Kỳ cục. Ủa? Mà sao đúng là thằng Nghĩa nó dính líu với con bé Nguyên, con ông ba sở hoài vậy ta? Không lẽ linh tính tôi không có sai đâu mà nha.
Ngon chú, nhớ coi chừng cho kỹ á nha. Lỡ mới có ai nhìn thấy á thì tía anh nhìn thấy đi. Lạ hả, sự đẹp tôi với anh luôn. Biết rồi, cô đó nhìn đằng sau đi kìa. Biết rồi. Mà sao khổ vậy? Hay là tôi với anh nghỉ chơi đi, mốt đừng gặp nữa cho yên. Nè, bộ cô tính là không gặp tôi thiệt hả? Thì tôi cũng chỉ nói đại vậy thôi. Với lại tôi với anh có phải người yêu đâu mà gặp hoài vậy. Thôi tôi đi trước nha. Nguyễn, hay là mình hẹn hò nhau nha. Giỡn hoài. Xạo phải không? Tôi biết xạo mà. Giỡn kỳ quá nha. Không có giỡn vậy á. Ủa? Má anh kịp không? Không sao đâu, trước sau gì má cũng biết chuyện này à. Chuyện này là chuyện gì? Tự nhiên anh nói mấy câu vậy tôi đồng ý hả? Không dám đâu. Vậy thôi, để anh gặp má nói thêm mấy câu. Ê, anh không được nói nha. Anh nói là tôi giận anh luôn á. Anh kỳ quá à. Bây giờ sao giờ? Bây giờ thôi, tôi trốn đã. Trốn ở đâu? Phụ coi. Dạ má. Trời đất ơi, con gái con đứa nhà ai mà đi ra ngoài đường tập thể dục mà còn sợ nắng, rồi mặc áo khoác rồi vô. Mà sợ nắng thì thôi ta tập sáng sớm đi, chứ đến chi ngoài nắng rồi mặc áo chống nắng vô. Chắc cái này có vấn đề quá. Con quen hay lạ vậy? Dạ con không biết ai nữa. Thôi kệ má ơi, người ta lớn rồi, người ta muốn làm gì đó người ta làm. Má. Gì? Má đi đâu ạ? À? Lên con chở đi nè. Trời ơi, tao nói đi qua nhìn sáu công chuyện. Chở má đi đi. Chứ đi bộ bển cũng mệt nữa. Dạ. Xe của ai đi đi đây? Xe của mượn của thằng Tứ. Xe Tứ đó hả? Dạ. Trời ơi, xe của đàn ông đàn An gì mà vỏ xe chở bông chở hoa. Hả? Sở thích của nó đó. Kệ đi má. Thôi, lên. Con chở má qua dì Sáu rồi chạy qua vườn rau luôn. Nè, má nặng lắm á nghe, chở được không á? Trời, má tới như siêu mẫu mà nặng gì. Thôi ông, ê nói nghe nè, chạy đàng hoàng nghe. Rồi, nghe chưa? Ừ. Không giọt à. Ê, đừng, chạy từ từ thôi nghe. Đường mình chứ không phải như thành phố. Ổ gà mày té tao, mày đền không có nổi đâu nghe. Ba tôi với tía anh á, như nước với lửa vậy á. Kỹ tới á, là tôi thấy sợ rồi. Anh thật sự thương em đó. Với lại anh cũng không muốn là sau này mỗi lần mà mình hẹn hò, mình phải lén lén lút lút như vậy nữa.